Thanh Hằng xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh FC Thanh Hằng Official. Đến với giờ phát sóng quen thuộc của kênh ngày hôm nay, Thanh Hằng xin được gửi tới các bạn tập 3 của câu chuyện xoay quanh về mối tình giữa Thất Dài, một minh tinh nổi tiếng trong giới showbiz, và Giang Tố Hiển, vị tổng tài lạnh lùng của Fera. Sau khi đã trải qua tình một đêm cùng cô, thì Tống Hiển đã nhận định phải có bằng được Thất Dài. Do vậy, anh liên tục tìm cơ hội được ở gần cô, quan tâm, cũng không ngừng tranh thủ, chiếm hữu và yêu thương cô. Tình cảm giữa hai người tuy ngày càng thắm thiết, nhưng vẫn còn rất mập mờ. Thất Dài mong muốn trong chuyện tình cảm phải được rõ ràng, minh bạch. Do vậy, cô đã hẹn Tống Hiển nói chuyện, chủ yếu để nhận được một lời xác định rõ ràng về mối quan hệ giữa anh và cô. Nhưng cuối cùng, cô đã phải thất vọng vì anh không tới. Đến với tập hôm nay, câu chuyện sẽ có diễn biến tiếp theo như thế nào? Hiểu lầm giữa hai người liệu có được xóa bỏ? Và có những rắc rối gì sẽ xảy đến với cô? Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Các bạn thân mến, để ủng hộ cho Thanh Hằng, các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ, comment cũng như đăng ký kênh nhé. Chúc quý vị và các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Tại thành phố Liêu, biệt thự rộng lớn, có sân vườn mát mẻ, Thất Dài đang đi phía sau và đẩy xe lăn cho một người đàn bà. Bác sĩ dặn nội phải hết sức cẩn thận, ít nhất một tháng mới có thể đi lại được. Bà nội của cô ngồi trên xe lăn thở dài. Bà nội biết rồi, ai mà ngờ bị trượt chân rồi bong gân luôn thế này chứ. Chỉ phiền con phải đến thăm nội thôi. 4 ngày trước, nội cô trong lúc bước xuống bậc thềm trước hiên nhà đã bị trật chân, té ngã do bậc thềm trơn trượt vì bị đọng nước mưa sau cơn mưa lớn. Đáng lẽ nội phải nằm viện thêm vài ngày để theo dõi, nhưng bà ấy cứ than mãi và nói rằng muốn về nhà, không chịu được sự tù túng cũng như mùi bệnh viện. Vậy nên cô đã hỏi ý của bác sĩ để nội được xuất viện sớm, tĩnh dưỡng ở nhà. Cô vừa đẩy xe lăn của nội vào nhà, vừa dỗ dành bà ấy. Sao nội lại nói vậy? Chúng ta là người nhà mà, con đương nhiên phải về thăm nội xem tình hình thế nào mới yên tâm được chứ. Ông nội của cô đã mất từ lâu, bà nội ở cùng dì ba, em ruột của mẹ cô, dì ấy không có chồng con, hết lòng chăm sóc cho bà nội. Cách đây 4 ngày, vào buổi tối, khi cô trở về, sau cuộc hẹn ăn tối lẻ loi, Thất Dài nhận được điện thoại từ bà mẹ. Họ bảo bà nội của cô bị vấp bậc thềm, té ngã và đang nhập viện. Vốn dĩ, dì ba không muốn cho Thất Dài biết vì sợ cô lo lắng, ảnh hưởng đến công việc. Dì ấy hiểu rõ tính chất công việc của cô nên không muốn cô nhọc lòng. Khi dì ba đang ở bệnh viện, trùng hợp bà cô, Hồ Lão Gia, đã gọi điện thoại hỏi thăm dì ấy và tình hình của bà nội, cũng như nói về việc gửi tiền sinh hoạt để dì ấy lo cho nội như hàng tháng. Nói chuyện vài câu thì dì ba cho Hồ Lão Gia hay bà nội, tức mẹ ruột của ông ấy, đã nhập viện. Mẹ của Thất Dài nghe được cuộc điện thoại nên đã gọi cho cô báo tin bà nội đang nằm viện. Từ nhỏ, Thất Dài đã rất thân thiết với bà nội. Lúc còn ở Úc cùng bà mẹ, năm nào cô cũng về nước 2 hoặc 3 lần để thăm bà. Đến khi cô định cư hẳn ở trong nước để theo đuổi nghệ thuật, mỗi khi sắp xếp được lịch trình, cô đều tranh thủ đến Liêu Nam thăm bà nội. Từ thành phố An Thập đến Liêu Nam chỉ mất 3 giờ đi xe, vậy nên cô luôn cố gắng dành thời gian về thăm bà. Nghe tin nội bị té nhập viện, cô lập tức thu xếp đồ đạc và tự lái xe đến Liêu Nam ngay trong đêm. Sau khi đến bệnh viện, nghe bác sĩ bảo tình hình nội vẫn ổn, chỉ bị bong gân độ 1, tuy nhiên vẫn cần nghỉ ngơi kỹ lưỡng. Do ba mẹ cô ở Úc xa xôi nên Thất Dài bảo họ không cần về nước, mọi chuyện đã có cô và dì lo liệu. Cũng may cô vừa đóng xong phim, hiện tại chưa nhận thêm phim mới. Các lịch trình tham gia game show và những buổi diễn thời trang vẫn còn khá lâu mới đến. Vậy nên, trong thời gian ngắn ngủi này, cô có thể toàn tâm bên cạnh chăm sóc bà nội. Trong showbiz phồn hoa, cô là một minh tinh sáng giá, quần áo lụa là, khí chất ngút trời. Nhưng khi ở cạnh nội, Thất Dài là cô cháu gái ngoan hiền, hết lòng chăm sóc bà ấy. Ngồi cạnh nội, cô gọt vỏ táo, thái từng miếng, vừa ăn cho vào đĩa để nội ăn dễ dàng. Nằm một chỗ cả ngày, lưng của nội
sắp mọc rễ rồi con à. Thất Giai khẽ nở nụ cười, cô đặt tay lên vai nội động viên. Không còn cách nào khác, nội phải nghỉ ngơi theo đúng căn dặn của bác sĩ thì mới nhanh bình phục được. Nội lại lớn tuổi, thời gian lành vết thương sẽ lâu hơn. Chiều nay dùng cơm xong, cô đưa nội ra vườn nhà hóng mát. Nội cô mỉm cười hạnh phúc, có cô cháu gái xinh xắn bên cạnh vào lúc bị thương thế này cũng cảm thấy ấm áp vô cùng. Cháu gái ngoan của nội, lần này nội phiền con rồi. Cô nhíu mày, giọng nói có chút nũng nịu. Nội này, con không muốn nội khách sáo như vậy, nghe xa cách lắm. Bà ấy nở nụ cười tươi, bàn tay hơi nhăn nheo, đã trổ đồi mồi, nắm lấy tay Thất Giai. Rồi rồi, nội biết rồi. Mà con à, con hoạt động trong giới giải trí đã lâu, gặp gỡ biết bao người. Vậy con có người yêu chưa? Nghe đến đây, tim cô chợt nhói lên. Người cô nghĩ đến đầu tiên, không ai khác, ngoài Giang Tống Hiển. Nhưng bây giờ, giữa cô và anh là gì, cô cũng chẳng biết nữa. Thất Giai lắc đầu. Dạ, con chưa có. Nghe cô trả lời ngắn gọn từ cô, bà nội đưa tay, vén mái tóc mềm mượt của Thất Giai ra sau tai, giọng bà nhẹ nhàng, từ tốn. Cháu gái của bà xinh đẹp, lại hiểu chuyện như vậy, nhất định con sẽ gặp người đàn ông tốt, thật lòng yêu thương con. Cô khẽ mỉm cười, dù trong lòng đang rối như tơ vò, cảm giác người mình yêu không yêu mình thật sự rất chua xót. Buổi chiều, cô cùng dì ba chuẩn bị cơm cho bà nội. Sau khi bà ăn xong, cô giữ lời đưa bà ra khu vườn nhỏ quanh nhà hóng mát. Vừa đẩy xe lăn, vừa tâm sự cùng bà, nói về những chuyện đã xảy ra xung quanh cuộc sống của cô. Ngày nào, bà cũng lên mạng đọc tin tức về con. Dạo gần đây, bà thấy rất nhiều bài báo viết về chuyện xích mích gì gì đó giữa con và nữ diễn viên họ Mã. À, là Mã Khiết Ninh. Nhắc đến mối quan hệ công việc của cô và Mã Khiết Ninh, Thất Giai lại thấy năng đầu, căn bản là thái độ lủi lõm của cô ta khiến cô chẳng hề vừa mắt. Nhưng dù sao, cô cũng không phải người hẹp hòi, càng không muốn chuyện nhỏ xé to. Hơn nữa, cô nào muốn nội nhọc lòng, lo lắng về chuyện trong giới showbiz của cô, vô dĩ tính chất công việc này phải chấp nhận những điều như vậy. Do truyền thông, thổi phồng sự việc lên thôi nội à. Thật ra, con và cô ấy vẫn là đồng nghiệp bình thường, chẳng có xích mích nào nghiêm trọng như báo chí đề cập cả. Nghe cô phân trần, bà nội cũng phần nào yên tâm, trốn showbiz lắm thị phi. Chỉ qua vài câu thì người ngoài cuộc nào hiểu rõ hết được. Hai bà cháu đang trò chuyện, chợt nghe thấy tiếng chuông, dì ba từ trong nhà đi ra mở cổng. Thất Giai đình đình nghĩ rằng hàng xóm hay người quen đến thăm nội. Cô vẫn vô tư hồn nhiên, cho đến khi dì ba bước đến cất lời. Thất Giai, có cậu Tống Hiển đến, nói rằng muốn gặp con. Lúc này, cô cứng đưa người, ánh mắt sững sờ hoang mang, cô không nghe lầm đúng chứ. Dì ba vừa nói đến cái tên Tống Hiển. Là anh đến đây, đến tìm cô ư? Thất Giai còn chưa kịp trầm tĩnh lại thì đã thấy chiếc ô tô Lamborghini màu đen quen thuộc chạy một mạch vào thẳng sân nhà nội. Dáng người cao ráo, phong độ trong bộ vest đen phẳng phiu, chỉnh tề bước xuống xe. Trên tay anh còn cầm theo một túi quà. Tâm trạng cô lúc này hoang mang rối bời, Thất Giai chẳng thể tin nổi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Anh bước đến cạnh cô, cúi người chào nội của Giai. Con chào bà, con là người yêu của Thất Giai. Ánh mắt cô mở to đứng tròng, vẻ mặt của nội cô và dì ba cũng hoang mang, sững sờ không kém. Anh có biết mình đang nói gì không? Giang Tống Hiển lúc nào cũng khiến cô đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Cậu nói cậu là người yêu của Thất Giai ư? Đội của cô vẫn chưa tin vào điều vừa nghe thấy, vì rõ ràng lúc chiều cô còn khẳng định với bà rằng bản thân chưa có người yêu, giờ lại xuất hiện một thanh niên tự nhận là người yêu của cháu gái bà, thật sự quá rối ren. Không để anh kịp trả lời, cô lập tức bác bỏ điều anh vừa nói, vốn dĩ Thất Giai đang rất giận anh. Không phải đâu nội, anh ấy là chủ tịch của công ty đang quản lý con thôi, chỉ là mối quan hệ công việc. Nghe cô lạnh lùng, thẳng thừng phản bác lời nói từ anh, Tống Hiển không tránh khỏi đau lòng. Anh đưa mắt nhìn cô, rõ ràng cô đang dỗi.
Tố Hiền hụi một chân ngồi xuống trước mặt bà nội. Con nghe nói bà bị ngã bong gân, chân bà có đau nhiều không? Bà nội không tránh khỏi hoang mang, bà ấy nhìn anh rồi lại đưa mắt nhìn cô. Đôi trẻ này rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì đây? Bà không sao, chân bà mấy hôm nay cũng đỡ đau nhiều rồi. Anh mỉm cười, lễ phép nói. Con xin lỗi vì đến hơi đường đột, xin biếu bà một ít quà lấy thảo, mong bà sẽ nhận. Đội cô nở nụ cười. Cảm ơn cháu, thật là quà cáp làm gì. Dì bà bước đến nhận lấy túi quà, còn cô thì ngây người vì vẫn còn bàng hoàng bởi diễn cảnh đang xảy ra. Trông Tố Hiền thân thiết với nội của cô, như thể đang quan tâm người nhà của bạn gái vậy. Nội à, trời chiều nhiều gió rồi, con đưa nội vào trong, kẻo cảm lạnh. Thất Sái chẳng thèm đoái hoài đến anh. Nào ngờ bà nội lại đẩy cháu gái vào vòng tay của Giang Tố Hiền. Con ở lại nói chuyện với cậu Tố Hiền đi, để dì ba đưa nội vào trong được rồi. Nước đi này của nội, cô nào ngờ tới. Tuy bà ấy không biết giữa cô và anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng người lớn tuổi vốn tình ý sâu sắc, bà vừa nhìn qua liền nhận thấy đôi trẻ có chuyện gì đó khuất tất, cần nói chuyện với nhau. Vậy nên bà muốn cả hai có không gian riêng tư. Cô quay người bước đi, chẳng muốn nhìn anh. Đến ba ghế đá trong vườn, Thất Sài ngồi xuống. Lúc này cô không chần chừ, dứt khoát hỏi thẳng bằng lời lẽ lạnh lùng. Anh đến đây làm gì? Tố Hiền ngồi xuống cạnh cô, anh biết cô đang rất giận. Đến gặp em, anh muốn xin lỗi em về chuyện cuộc hẹn. Vì đang rất giận nên cô liền nói lẫy. Anh không cần xin lỗi, chỉ là tôi tự mình hy vọng nhiều thôi. Sau cuộc hẹn không thành, Thất Sài tủi thân lẫn tổn thương mà nhận thấy một điều. Ngay từ đầu là cô bảo anh không cần chịu trách nhiệm, thì bây giờ sao lại trách anh? Có lẽ do cô tự ảo tưởng, tự mình trông chờ xa vời, và rồi để con tim dày vò bản thân mà chẳng thể kiểm soát. Mấy ngày qua, hình ảnh Mã Khiết Ninh đăng tải đã thu hút sự chú ý đông đảo từ netizen. Các thám tử mạng đã tinh ý soi ra được điểm trùng khớp giữa bức ảnh chụp selfie của nam MC Mã Chiết Luân đăng tải cách đây vài tháng và bức ảnh chụp mà Mã Khiết Ninh vừa đăng. Điểm đặc biệt là bức ảnh của Mã Chiết Luân chụp lại khi anh ấy sang nhà của Tống Hiền chơi. Chiết Luân còn tác tên Tống Hiền vào ảnh và viết status: lâu lâu sang nhà ông bạn thân làm vài chai. Dòng trạng thái rất rõ ràng nên netizen mới dễ dàng xác định anh ấy đã chụp tấm ảnh khi ở nhà của Tống Hiền. Phông nền phía sau bức ảnh nơi Chiết Luân chụp ảnh hệt như bức ảnh Mã Khiết Ninh đã post cách đây vài ngày. Cư dân mạng đã xăm soi được điểm trùng khớp giữa hai tấm ảnh trong hai bài đăng. Hàng loạt comment đủ đoán về việc Mã Khiết Ninh có mối quan hệ đặc biệt với Tống Hiền. Nhiều người còn khẳng định rằng cô ta đã ở nhà anh vào ngày cô ta post ảnh. Một số ý kiến chắc nịch Mã Khiết Ninh đang hẹn hò với Tống Hiền, thậm chí họ còn bảo rằng anh và cô ta đang sống chung một nhà. Đặc biệt là dòng trạng thái đính kèm ảnh được post của Mã Khiết Ninh đã góp phần khiến netizen càng thêm chắc nịch những đồn đoán về tin tức hẹn hò giữa anh và nữ diễn viên lắm chiều trò. Fan hâm mộ của cô ta không ngừng bảo ả hãy công khai, còn nói rằng chồng cô ta và Tống Hiền rất đẹp đôi. Nhưng bài đăng của cô ta chỉ tồn tại trên trang cá nhân chưa đầy 24 giờ thì đã bị xóa. Dân mạng chẳng rõ vì sao Mã Khiết Ninh lại làm như vậy. Tuy nhiên, đông đảo netizen và các tờ báo giới đã nhanh chóng chụp màn hình, sao lưu lại bài viết, rồi tiếp tục lan truyền khắp nơi trên mạng dù bài viết đã được xóa. Chính Mã Khiết Ninh cũng không ngờ bài đăng của cô ta gây ảnh hưởng lớn đến tinh thần của Thất Sài vì rơi vào ngay thời điểm cô và anh có cuộc hẹn ăn tối để nói rõ chuyện tình cảm. Anh đưa mắt nhìn cô, đôi mắt cô kẻ si tình nhìn người con gái trong lòng. Anh xin lỗi, ngày hôm đó khi anh chuẩn bị đến gặp em thì ba anh đột ngột bị lên cơn đau tim phải đưa cấp cứu. Thất Sài ngạc nhiên, cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt chân thực sâu thẳm ấy phần nào khiến cô có lòng tin rằng anh không nói dối. Anh kể rõ mọi chuyện cho cô biết,
Ngày hôm đó, Mã Khiết Ninh đã đến nhà tìm anh để thuyết phục anh ủng hộ chuyện cô ta muốn trở thành ca sĩ. Dù sao có được sự hậu thuẫn, đầu tư của công ty quản lý trên con đường ca hát sẽ giúp ích lẫn thuận lợi cho cô ta rất nhiều. Nhưng quyết định của anh vẫn chắc như đinh đóng cột, anh một mực không đồng ý chấp thuận theo mong muốn của cô ta. Nói chuyện vài câu, Tống Hiền nhận thấy cô ta vẫn cố chấp, lì lợm không chịu hiểu ra điều đúng đắn, nên anh đã cắt ngang cuộc nói chuyện và bảo cô ta ra về. Trước sự thẳng thừng, lạnh nhạt của anh, Mã Khiết Ninh không khỏi tức tối. Nhìn theo bóng lưng anh rời đi, bước lên lầu, chẳng hề nhìn lại, cô ta cảm thấy bản thân bị sỉ nhục. Người đàn bà mù mù, xảo trá, đảo mắt một vòng, tâm can số tính, xảo quyệt, lập tức nảy ra ý tưởng điên rồ. À lấy điện thoại ra, chụp lại một góc ở phòng khách nhà anh rồi ra về. Đến tối, cô ta post tấm ảnh chụp được kèm song trạng thái beside my love để làm dậy sóng cư dân mạng, cũng như muốn săn mặt Thất Dài vì dạo gần đây cô ta nhận thấy anh đối với cô rất đặc biệt, cứ như cả hai đang có tình cảm với nhau. Mã Khiết Ninh nghĩ rằng Tống Hiền chỉ nhất thời hứng thú với Thất Dài, chỉ xem cô như qua đường vui chơi một thời gian rồi sẽ chán. Trong thâm tâm cô ta luôn muốn có được Tống Hiền, khao khát người đàn ông chẳng bao giờ quay lại nhìn về hướng cô ta dù một lần. Khoảng một tiếng sau, khi Mã Khiết Ninh ra về, Tống Hiền chuẩn bị đến điểm hẹn gặp cô. Trước khi đến nhà hàng, anh đã về Giang Gia gặp ba mình một lát để nói chuyện mua đất. Do điện thoại hết pin nên anh đã mang theo điện thoại khác. Nhưng Thất Dài chỉ lưu một số điện thoại của anh, còn chiếc điện thoại anh mang theo, cô hoàn toàn không biết số. Tống Hiền lại ghi nhớ rất rõ số của cô, nên dù dùng điện thoại nào, anh cũng có thể liên lạc được với Thất Dài. Nào ngờ, ngay lúc anh sắp rời Giang Gia để đến điểm hẹn, ba của anh đột ngột lên cơn đau tim, mẹ và em gái anh hốt hoảng, cả nhà vội gọi cấp cứu, đưa ông ấy đến bệnh viện. Trong lúc nguy cấp, rối ren, anh không thể gọi điện cho cô, trong khi Thất Dài liên tục gọi vào số của chiếc điện thoại đã hết pin, nên anh không nhận được cuộc gọi. Sau gần 3 giờ đồng hồ cấp cứu, thì Giang lão gia mới qua cơn nguy kịch và sức khỏe tạm ổn định để chuyển sang nằm ở phòng hồi sức. Mẹ anh phải về nhà thu dọn đồ đạc mang đến bệnh viện vì sự việc xảy ra quá đột ngột. Trong lúc ở bệnh viện với Giang lão gia, Tống Hiền đã tranh thủ gọi điện cho cô để xin lỗi và giải thích lý do anh không thể đến. Thật lòng, anh rất sợ cô sẽ buồn và giận anh. Nhưng dù Tống Hiền đã gọi rất nhiều cuộc, vẫn không thấy cô bắt máy. Ngay sáng sớm hôm sau, anh đến tận nhà tìm cô, thì dì Mai nói cô đã đến Liều Nam từ đêm hôm qua. Mọi chuyện đột ngột ập đến cùng một lúc, khiến anh rối bời. Anh hỏi dì Mai thì được biết cô đến Liều Nam thăm bà nội vừa bị ngã cầu thang phải nhập viện. Tống Hiền cũng phần nào yên tâm khi biết cô đang đi đâu. Sau một lúc thuyết phục, dì Mai đã cho biết địa chỉ nhà nội của cô ở Liều Nam. Vì còn nhiều việc cần giải quyết, lại thêm chuyện bà anh vừa nhập viện, nên Tống Hiền cần vài ngày để thu xếp công việc và chuyện gia đình. Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa, anh lập tức lái xe đến Liều Nam tìm cô vào ngày thứ tư sau khi cả hai mất liên lạc với nhau kể từ buổi tiệc bất thành. Tranh thủ 3 ngày sắp xếp mọi chuyện để tìm gặp cô, đó là cả sự cố gắng rất lớn của Tống Hiền, đủ để thấy cô quan trọng với anh đến nhường nào. Trong vài giờ sau khi đăng tải, bài đăng của Mã Khiết Ninh được báo chí viết bài rầm rộ thì anh đã xem được. Vô sĩ Tống Hiền rất ít khi vào tài khoản mạng xã hội cá nhân, trừ khi có tin nhắn công việc cần giải quyết. Ngay khi biết chuyện, anh đã liên hệ với cô ta và yêu cầu Mã Khiết Ninh lập tức gỡ bỏ bài đăng. Tống Hiền chẳng thể ngờ cô ta lắm chiêu trò và bất chấp hệ lụy, muốn gì làm đấy mà chẳng hề suy nghĩ chu toàn. Đưa tay vén nhẹ mái tóc mềm mượt của người con gái bên cạnh, giọng nói anh nhỏ nhẹ, êm tai. Tại sao em không nghe điện thoại của anh, dù anh đã gọi cho em rất nhiều lần? Nếu là lúc nãy, trước khi biết rõ nguyên do của sự việc, có lẽ cô đã thẳng thừng trả lời vì cô giận, thật sự rất giận anh, giận đến mức muốn đánh anh thật đau nên chẳng thèm nghe máy.
Thật ra, vào đêm cô đến Liều Nam, sau cuộc hẹn ăn tối thất bại, trong lúc cô đang lái xe, đã nhận được điện thoại của anh. Nhưng lúc đó, điện thoại của cô hết pin, cô tắt nguồn để sạc, đến không hay biết. Đến khi phát hiện anh gọi cho mình nhiều cuộc, cô thật sự vui thầm trong lòng vì Tống Hiền vẫn để tâm đến cô. Nhưng vì đang rỗi nên cô tiếp tục bờ anh. Những ngày sau đó, cô ở viện chăm sóc nội và liên tục nhận được cuộc gọi từ anh. Thất dài vì khuất tất chuyện, bức ảnh Mã Khiết Ninh post trên mạng và giận dỗi vì anh lỡ hẹn, nên cô tuyệt nhiên không nghe máy. Cô muốn anh biết cảm giác gọi điện mãi mà không nhận được hồi âm. Thật dài dự định khi nào trở về An Thập sẽ gặp anh để nói rõ mọi chuyện, tìm câu trả lời để tháo gỡ những khúc mắc trong lòng. Nhưng nào ngờ hôm nay anh đã đến tận đây tìm cô, tấm lòng của anh cô đương nhiên đã nhìn thấy rõ. Vì em nghĩ mình cần thời gian để bình tĩnh lại, em dự định khi trở về An Thập sẽ gặp anh để nói rõ mọi chuyện. Cô nhẹ nhàng đưa mắt quan sát anh, trong lòng Thất Dài có chút hồi hộp, cô nói tiếp. Mà ba của anh đã ổn hơn chưa? Đột nhiên biết được sự thật, cô lại thấy có chút hổ thẹn. Mặc dù những chuyện này xảy ra quá bất ngờ và chẳng thể lường trước được nên đã dẫn đến hiểu lầm. Ông ấy đã ổn rồi, hết tuần này ba anh có thể xuất viện. Thất Dài mỉm cười. Vậy thì tốt rồi. Tống Hiền chợt vòng tay ra sau eo cô. Anh ôm cô, kéo xích lại gần anh. Cô có chút ngạc nhiên, liền ngước mắt nhìn anh. Tống Hiền nở nụ cười gian. Anh đã cất công đến tận đây, có thể cho anh ở lại được không? Cô không nhịn được cười bởi câu hỏi dè mặt của anh. Em không biết, đây là nhà nội, anh muốn ở lại thì phải hỏi ý của nội. Tống Hiền thứ gì cũng có, chỉ duy nhất liêm sỉ lại không. Anh hiên ngang kéo vali đã chuẩn bị sẵn vào nhà nội, xin bà ấy cho anh ở lại vài ngày. Thì ra mọi chuyện đều nằm trong tính toán của anh cả rồi. Còn mắc hẳn vali đổ theo, cô chỉ biết lắc đầu bó tay. Nội của cô tuy ngạc nhiên nhưng rồi cũng đồng ý để anh ở lại. Từ đầu tới cuối, dì bà thật sự rất hoang mang vì chẳng hiểu rõ gì cả. Dì ấy kéo tay cô ra một góc rồi gắng hỏi. Thất Dài à, rốt cuộc chuyện này là sao? Con và cậu ấy là gì của nhau? Trong biểu hiện của dì ba, cô biết dì ấy đang rất hoang mang. Cô từ tốn giải thích. Con và Tống Hiền có chút hiểu lầm, nhưng giờ thì đã ổn rồi. Tống Hiền từ An Thập đến tìm con, vậy nên anh ấy muốn xin phép bà nội ở lại đây vài ngày. Dì ba hai mắt sáng rỡ, khêu nhẹ tay cô, buông một câu vừa chọc vừa nghiêm túc. Sao là vậy? Mà này, hai đứa là người yêu của nhau sao? Nghe đến câu hỏi này, mặt cô xém ửng đỏ. Chợt cô ngẫm lại, Giang Tố Hiền vẫn đã nói gì với cô đâu. Anh chưa hề khẳng định tình cảm hay tỏ tình với cô. Rõ ràng anh đến đây để xin lỗi, để dỗ dành cô. Nhưng về chuyện tình cảm thì anh lại chẳng đả động tới. Đến cô còn thấy khó hiểu, sâu trong lòng có chút buồn và hụt hẫng. Tâm tư con gái đã vốn phức tạp, gặp phải chuyện tình không mờ cũng chẳng tỏ thế này thì sao không suy nghĩ nhiều cho được. Cô nhẹ nhàng đáp lời. Hiện giờ tụi con vẫn đang trong giai đoạn khẳng định tình cảm, khi nào xác định rõ con sẽ nói với gì. Nhà của nội rộng rãi, lại có phòng trống nên việc anh xin ở lại không gặp bất tiện. Cô đưa anh vào một căn phòng, giúp anh sắp xếp chu đồ đạc và mang chăn gối vào cho Tống Hiền. Cô vừa trải ga giường giúp anh, vừa cất lời. Anh ở lại đây, vậy còn công việc thì sao? Tống Hiền bước đến gần, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Vậy em không muốn anh ở đây sao? Thất Dài vì hiểu rõ công việc của anh bận rộn nên lo lắng hỏi han. Ai ngờ anh hỏi ngược lại cô. Không phải, em chỉ không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh. Cô quay người lại, đối mặt với anh. Tống Hiền khẽ nở nụ cười, thật sự nụ cười ấm áp ấy khiến lòng cô thấy bình an vô cùng. Em quan trọng hơn, anh chỉ sợ mất em thôi. Mấy lời ngôn tình này làm cô xém nổi hết da gà. Anh ngọt ngào, lãng mạn như vậy, nhưng sao vẫn chưa từng tỏ tình với cô. Ấy vậy mà, lời nói thốt ra đã như thể cả hai đang chính thức yêu nhau không bằng. Rốt cuộc, anh đang có kế hoạch hay tính toán gì đây? Em có chạy đi đâu mà anh lại sợ mất? Anh đưa tay chạm nhẹ tóc cô. Chậm một chút,
em đã đến Liều Nam, bảo sao anh không sợ mất cho được. Cô mỉm cười, anh dẻo miệng thế này thì cô gái nào mà chẳng đổ gục. Nhưng kỳ thực, sự dịu dàng, ngọt ngào của anh chỉ chạm mũi cô thôi. Thất gia đang chờ đợi trong thời gian sắp tới, anh sẽ thổ lộ tình cảm với cô thế nào. Dù sao, điều cô mong mỏi nhất là một lần được nghe anh nói ra lời trong lòng. Cả hai chính thức xem nhau là người yêu. Ngày hôm sau, dù lần đầu nội cô gặp Tống Hiển, nhưng bà rất có thiện cảm với anh bởi sự lễ phép, cư xử trường mực của Tống Hiển. Trong bữa cơm chiều, mọi người vui vẻ cùng nhau dùng bữa. Mọi người vui vẻ nói cười, trông Tống Hiển chẳng khác nào đứa cháu rể đang ngồi cạnh vợ. Sau giờ ăn cơm, cô tình nguyện rửa chén. Tuy Thất Dài là diễn viên nổi tiếng, nhưng cô không phải người chỉ thích hưởng thụ. Những công việc nhà cô vẫn làm rất thuần thục. Nếu sau này lấy chồng, an hẳn cô sẽ là người phụ nữ rất đảm đang của gia đình. Nhưng chắc chắn cô cần có sự hỗ trợ và san sẻ từ chồng. Một cuộc sống hôn nhân có sự sẻ chia, đồng điệu và thấu hiểu thì mới có thể bền vững. Cô cẩn thận rửa từng chiếc bát, đôi đũa. Cho sự tiếp xúc thân mật khiến cô thoáng giật mình, anh vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, cúi đầu đặt cằm lên vai cô, lời nói thủ thỉ bên tai. Em lại đổi hương nước hoa. Cô hơi ngây người nhưng rồi cũng nở nụ cười. Anh không nghe nói mỗi mùi hương khác nhau sẽ tạo nên sức hấp dẫn khác nhau của phái đẹp sao? Anh hôn lên cổ cô, nụ hôn khiến cơ thể cô nhạy cảm vì nhụt. Ý em là muốn hấp dẫn anh ư? Nghe đến đây cô chợt đỏ mặt, cô có chút ngập ngừng. Em chỉ nói vậy thôi, anh nghĩ đi đâu vậy chứ? Tố Hiền mỉm cười, đưa tay cầm lấy bát đũa. Cô đứng trong vòng tay anh, có chút ngạc nhiên trước hành động của Tống Hiền. Để em rửa được rồi. Anh mỉm cười, tay vẫn đang nhuần nhuyễn rửa bát. Có những cặp vợ chồng tranh luận với nhau về chuyện ai là người rửa bát, nhưng anh thấy rửa bát cùng nhau thế này chẳng phải rất tuyệt sao? Nghe mấy lời triết lý sâu xa của anh, trong lòng cô chợt thấy ấm áp, như thể cảm nhận được anh là người đàn ông của gia đình. Mà vừa rồi anh nhắc đến từ vợ chồng, ai lại khiến cô suy nghĩ sâu xa về tương lai. Thất Dài nở nụ cười tràn đầy hy vọng, cả hai cùng nhau rửa bát, trông thăm thiết khác nào đôi vợ chồng mới cưới. Anh vừa nói vợ chồng sao? Tống Hiền hiểu ý cô, anh liền đáp. Thì sớm muộn thôi mà. Cô thật bó tay đến cạn lời. Ai cho anh cái quyền tự quyết định đó chứ? Anh hư thật. Anh học mấy lời nói ngon ngào này ở đâu vậy? Tống Hiền nghiêng đầu hôn lên má cô. Anh không học ở đâu cả, những lời này là tự thật tâm của anh. Thật tình cô chưa quen với sự ngọt ngào pha chút xến sẩm vượt mức chịu đựng thế này. Xến quá. Cô quay sang nhìn anh, Tống Hiền dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Chén bát vẫn chưa rửa xong, ấy vậy mà đôi trẻ lại xẻ xưa thắm thiết bên nhau. Trở về An Thập, sau hơn một tuần ở nhà nội, Thất Dài và Tống Hiền tiếp tục với nhịp sống nhộn nhịp nơi thành phố lớn, lẫn trốn showbiz lắm bòn chèn. Cô vừa nhận được lời mời tham gia làm người mẫu cho show diễn thời trang xã hội của nhà thiết kế nổi tiếng Nhậm Lệ Kim. Điều đáng nói, show diễn lần này có cả sự góp mặt của Mã Khiết Ninh. Đối với công việc, cô luôn chuyên nghiệp và suy nghĩ thấu đáo. Nhưng về phần Mã Khiết Ninh, thật chẳng rõ lần này cô ta có dẹp bỏ bản tính trẻ con vốn có hay không. Sự việc liên quan đến tin tức hẹn hò giữa anh và Mã Khiết Ninh qua bài đăng lần trước hiện vẫn đang nhận được vô số sự quan tâm từ netizen. Dù biết rõ tin đồn đang tồn tại và được lan truyền rộng rãi, tuy nhiên Mã Khiết Ninh vẫn một mực giữ im lặng, không hề lên tiếng đính chính rõ về mối quan hệ của cô ta và Tống Hiển. Thật tâm, à muốn công chúng nghĩ rằng anh và ả đang yêu nhau, càng đúng với mục đích ban đầu của người đàn bà mù mù này. Sau bao ngày dần trôi, show diễn thời trang dạ tiệc của nhà thiết kế Nhậm Lệ Kim đã chính thức bắt đầu. Trên sàn runway là lượt các người mẫu trình diễn, hàng loạt các mẫu thiết kế dạ tiệc đẹp mắt, mới lạ, được khoác trên dáng người chuẩn chỉnh của các người mẫu đang sải bước catwalk chuyên nghiệp. Mã Khiết Ninh mặc trên mình chiếc đầm đuôi cá ôm body và xẻ tà gần đến hông. Thần thái cô ta sắc lạnh, ánh mắt tập trung cao độ,
sàn diễn hôm nay trơn trượt, các người mẫu đã được căn dặn trước phải hết sức kỹ càng trong từng bước đi, vì chỉ cần sơ suất là có thể vô ích nhiều trời. Từng bước chân của Mã Khiết Ninh trên đôi giày cao gót vô cùng tự tin, vẻ mặt cô ta mang nét đánh đá đặc trưng. Đi hơn một nửa sàn runway, chuyện gì tới cũng phải tới, cô ta vô tình vấp phải tà áo đầm, một cú ngã nhào trên sàn diễn. Những khán giả có mặt cũng phải một phen bất ngờ trước cú té ngã của người mẫu. Cảm giác đau đớn bủa vây, hai chân cô ta hơi co và đặt một bên, người mẫu tiếp nối đi theo là Thất Sai. Nhìn thấy đồng nghiệp bị ngã, cô tăng tốc bước đi catwalk để nhanh chóng đến gần Mã Khiết Ninh. Tuy nhiên, cô vẫn phải đảm bảo tốt phần trình diễn của mình, làm nổi bật lên bộ trang phục của nhà thiết kế. Trong khi Mã Khiết Ninh vẫn còn sốc và bối rối, cô ta loay hoay chưa thể đứng lên được, thì Thất Sai đã bước đến đưa tay đỡ lấy cô ta. Những tưởng Mã Khiết Ninh sẽ hiểu chuyện để cô đỡ đứng dậy, cả hai cùng nhau cắt quốc đi vào trong, kết thúc phần trình diễn. Nhưng nào ngờ à ta tỏ thái độ bất cần, đưa tay hất mạnh cánh tay đang đưa ra trợ giúp của Thất Dài. Thậm chí ánh mắt không hề tiết chế mà lườm cô một cái rõ sắc lẻm. Trước thái độ thiếu chuyên nghiệp của cô ta ngay trên sàn diễn, Thất Dài có chút chưng hửng. Cô mất vài giây ngây người vì không ngờ cô ta có thể bày ra được cách cư xử bất nhã thế này ngay tại đây, nơi có hàng trăm ống kính và hàng ngàn ánh mắt dõi theo. Cô ta tự mình đứng dậy, dáng vẻ đồng đảnh lẫn bực tức, như thể bị ai đó chọc giận. Những tiếng xì xầm, bàn tán to nhỏ xung quanh bắt đầu vang lên. Sau khi buổi diễn kết thúc, đích thân nhà thiết kế Nhậm Lệ Kim đã lên tiếng chỉ trích thẳng thừng thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp của Mã Khiết Ninh. Chính vì hành động và cách cử xử không biết chừng mực của cô ta đã khiến buổi biểu diễn thời trang để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp trong lòng khán giả. Vì show thời trang lần này được công chiếu trực tiếp trên mạng xã hội, netizen đã nhìn thấy rõ sự cố của Mã Khiết Ninh cũng như thái độ khó hiểu của cô ta dành cho Thất Dài. Một lần nữa, sự mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa cô và Mã Khiết Ninh lại được công chúng đem ra mổ xẻ. Chỉ tội Thất Dài, từ đầu đến cuối, cô đều là người bị động. Mọi chuyện đến nông nỗi này là do một tay Mã Khiết Ninh gây nên. Trở về nhà, Mã Khiết Ninh liên tục đọc được những bài báo viết về sự cố trên sàn runway của cô ta ngày hôm nay. Quả thật, các tài báo là việc nhanh như tiền bắn, chiều qua ngày đã có báo mạng tràn lan. Cũng dễ hiểu vì show diễn thời trang lần này được phát trực tiếp với lượng người xem khủng, vậy nên sức nóng lan truyền tin tức càng tăng phần hỏa tốc. Thái độ trịch thượng ngay trên sàn diễn đã quá rõ ràng của cô ta, đến cả fan hâm mộ cũng khó lòng bình vực nổi. Tiếng đồ đạc va chạm với mặt sàn, mảnh vỡ thủy tinh từ những lọ hoa văng tung tóe, giọng người quản lý không ngừng cất lên. Khiết Ninh, em bình tĩnh lại đi. Cô ta sẵn tay chụp lấy bình trà, không chần chừ đập thẳng xuống đất, mảnh xanh văng tứ tung, âm thanh vỡ nát lớn đến mức khiến nữ quản lý giật bắn mình mà hét lên một tiếng. Giọng à hậm hực, nghiến răng nghiến lợi mà cất lời. Khốn kiếp, các tài báo sao có thể so sánh khả năng cắt quốc của tôi với con danh Thất Dài kìa. Có bảo tôi kém xả nó, láo toét. Cú ngã trên sàn catwalk do sự cố đã khiến con người vô sĩ tự cao như cô ta cảm thấy vô cùng nhục nhã. Chưa dừng lại ở đó, nỗi ô nhục lớn nhất của cô ta trong sự việc này chính là chuyện bị giới truyền thông lẫn cư dân mạng đem ra so sánh với Thất Dài. Cũng vì thái độ gay gắt, khiêm nhã khi Thất Dài có ý tốt giúp đỡ vào lúc cô ta gặp sự cố đã khiến Mã Khiết Ninh nhận về vô số gạch đá và bình luận chỉ trích đếm chẳng xuể. Em bình tĩnh lại đi, chuyện đâu còn có đó, em tức giận như vậy chỉ chúc thế mệt mỏi về phần mình. À ngồi xuống ghế thở mạnh vì cơn cuồng phong tức giận vừa rồi. Nữ diễn viên Mã Khiết Ninh có sắc có tài nhưng lại thiếu mất phẩm chất đạo đức để theo nghề. Trong mắt cô ta, Giang Tống Hiền là người đàn ông mà cả đời này cô ta ảo ước. Anh càng lạnh lùng né tránh, à càng muốn có được anh. Do vậy, A cảm A dành cho Thất Dài ngày một lớn khi cô lại được Tống Hiền đối xử đặc biệt. Tình yêu đáng sợ nhất chính là tình yêu mù quáng, yêu đến điên dại mà lạc mất chính bản thân mình. Tin tức về mâu thuẫn giữa Thất Dài
và Mã Khiết Ninh đang được lan truyền đồn đoán khắp các mặt báo, trở thành tin tức hot search, nhưng có vẻ như Thất Gia lại chẳng mặn mòi quan tâm, cô chọn cách giữ im lặng. Nhân ngày Valentine, Tống Hiền bảo rằng có một bất ngờ dành tặng cô, hẹn cô cùng ăn tối tại nhà của anh. Từ lúc anh chủ động hẹn ăn tối, tâm trạng Thất Gia phấn khởi hơn hẳn, cô cười tủm tỉm mỗi khi nghĩ đến buổi hẹn. Phải chăng ngày mà cô trông chờ suốt thời gian qua cuối cùng cũng đã tới? Cũng đã khá lâu cô mới đến nhà anh kể từ sau lần đầu cả hai gặp sự cố với nhau. Trông thấy cô vừa đến, anh đã ra tận cổng đón cô, cả hai tay trong tay ngọt ngào bước vào trong. Anh đã đói cười làm, nấu toàn những món mà em thích. Cô nở nụ cười cùng anh bước vào căn phòng đã được chuẩn bị sẵn. Nơi đây có nến và hoa, không gian lãng mạn với bàn ăn dành cho hai người, đặc biệt là có cả rượu vàng. Điều khiến cô ấn tượng nhất là bó hoa hồng đỏ lớn được gói tỉ mỉ đặt trên bàn. Một bó hoa 99 bông hồng tượng trưng cho tình yêu đích thực. Anh nâng niu cầm lấy bó hoa đứng trước mặt cô, nhẹ nhàng cất lời. Tặng em, Valentine vui vẻ. Cô nở nụ cười tỏa sáng, nhận lấy bó hoa hồng từ anh. Tống Hiền nhích ghế để cô ngồi xuống, Thất Gia nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ. Sao anh ấy vẫn chưa nói đến chuyện đó, mau tỏ tình với mình đi chứ. Anh chủ đáo gắp thức ăn cho cô, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện. Hai người thống nhất hôm nay chỉ nói về chuyện vui, không nhắc đến những lùm xùm trong thời gian gần đây. Valentine là để cùng nhau hạnh phúc. Thức ăn có vừa miệng em không? Cô gật đầu. Rất ngon, không ngờ anh biết rõ những món em thích. Anh đưa tay lau vết sốt bám trên khóe môi cô, vẻ mặt có chút làm đũng. Ý em là bình thường anh vô tâm lắm sao? Cô vội xua tay, cứ sợ anh sẽ hiểu lầm. Không phải, em không có ý đó, chỉ là em thích rất nhiều món nên không nghĩ anh biết rõ như vậy. Nhìn biểu cảm đáng yêu này của cô, anh chỉ muốn dành cả đời để che chở người con gái trước mắt. Dùng bữa xong, cả hai cùng nhau nhâm nhi chút rượu vang. Thật lòng đến lúc này, nhìn thấy rượu, cô vẫn còn nghĩ đến chuyện cả hai đã. Cảm thấy vừa mắc cỡ, vừa thẹn thùng không tả nổi. Em, sao mặt em lại đỏ như vậy? Câu hỏi của anh khiến cô bừng tỉnh, tìm bất giác đập mạnh vì hoang mang. Thất Gia đưa hai tay áp lên má, ánh mắt to tròn nhìn anh. Mặt em đỏ, đỏ lắm sao? Chắc là do rượu thôi. Chỉ vừa uống vài ngụm mà hai má cô đã ửng hồng lên như quả đào. Thực tế là cô đỏ mặt vì ngượng ngùng. Anh càng nhìn lại càng thấy cô đáng yêu không tả nổi. Tống Hiền rót thêm rượu vào ly, anh cầm lấy ly rượu rồi đứng dậy. Em có muốn chúng ta ra ngoài vừa ngắm cảnh vừa uống rượu? Cô nở nụ cười, cả hai bước ra ban công, nhìn ngắm khung cảnh xung quanh từ trên cao. Cùng cụng ly rồi uống cạn. Hôm nay cô dùng hương nước hoa lavender, rượu ngon vấn vương khó lòng cưỡng lại. Hương thơm quyến rũ dẫn lối gọi mời, anh khẽ cúi đầu hôn lên má cô. Có hai thứ khiến anh nghiện không thể cai. Cô ngước mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh to tròn, vừa nhìn anh đã thấy liêu xiêu trong lòng. Hai thứ đó là gì vậy? Anh khẽ mỉm cười, đưa tay vén tóc cô. Thứ nhất là em, thứ hai là mùi hương của em. Người đẹp ngay trước mắt, anh đương nhiên chẳng thể bỏ qua cơ hội quý báu. Thất Gia vừa hạnh phúc lại vừa có chút khó hiểu khi nghe anh nhắc đến mùi hương. Tống Hiền thật sự nghiện mùi hương trên cơ thể cô đến vậy sao? Cô chưa kịp đáp lời thì đôi môi đã bị anh cuồng nhiệt chiếm lấy. Anh vòng tay ra sau eo cô, kéo sát Thất Gia vào lòng. Bốn cánh môi đan vào nhau, anh nhuần nhuyễn mút lấy đôi môi mềm mại, dùng môi mình tách hai cánh hoa luôn trước lưỡi khổng xương vào tận bên trong khoang miệng mà tận hưởng. Nụ hôn vừa dứt, anh đã bế cô lên, thẳng tiến bước vào trong, đặt cô nằm trên ghế sofa. Đến lúc này, Thất Gia đã nhận định rõ chuyện anh sắp làm với mình. Anh bảo cô đến nhà anh dùng bữa tối lãng mạn, chứ nào có nói muốn cô trở thành món tráng miệng sau cùng của anh. Người đàn ông này nguy hiểm khó lường. Tống Hiền cúi người hôn lên xương quai xanh rõ nét, trong khi tim cô đang đập mỗi lúc thêm nhanh vì hồi hộp lẫn lo lắng. Bàn tay nam tính luôn xuống lưng cô, nhanh chóng kéo nhẹ khóa của chiếc đầm. Dẻo lót cũng không được bám trên cơ thể lâu hơn,
cứ như vậy mà bị vứt xuống sàn. Đến lúc tận hưởng nơi quan trọng nhất, vùng đất cấm, nhưng anh lại không hề tuân thủ luật. Bàn tay vén cao trước đầm chạm vào bên ngoài nơi thầm kín, được cách bởi một lớp vải mỏng. Sự tiếp xúc qua đôi thân mật khiến cô càng thêm ngượng ngùng. Chiếc cổ trắng ngần quyến rũ lại thoang thoảng mùi hương hoa, có phần rõ nét hơn những vị trí còn lại trên cơ thể. Dường như cô có thói quen xịt nước hoa sau gáy, để cả mái tóc cũng ngào ngạt mùi hương. Anh không thể chần chừ thêm phút giây nào, muốn lấy da thịt mơn mởn để lại chỉ chiếc vết đỏ. Đứa em trai bên dưới đã đứng thẳng dậy từ lúc nào, mong muốn thoát ra ngoài để hòa nhập vào cuộc chiến. Đoàn tàu to lớn cọ sát bên ngoài, vừa khiêu khích lại kích thích khó cưỡng. Kéo dài thêm vào lúc này chẳng khác nào thử thách sức chịu đựng của anh. Vén nhẹ mảnh vải che chắn nơi tư mật, cô bối rối nhìn anh, ánh mắt ngập tràn sự lo lắng. Tống Hiền nhẹ nhàng hôn lên môi cô, đồng thời đưa đoàn tàu tiến sâu vào bên trong. Cảm giác tê dại lại có chút khó chịu chạy dọc sống lưng rồi nhanh chóng lan truyền khắp cơ thể. Bên trong hàng nhỏ chật hẹp, đoàn tàu luồn lách di chuyển gặp chút khó khăn. Sự ẩm ướt nơi hàng sâu bởi những khoái cảm góp phần đưa vật to lớn vào da trần trù. Phút chốc anh lại tăng tốc, bờ môi nhỏ nhắn không nhịn được mà thốt ra những thanh âm gợi cảm. Hơi thở của mỹ nhân càng thêm gấp gáp, bên dưới vận động mạnh mẽ, hai ngọn đùi trắng nõn lê tung nhún nhảy theo từng nhịp nhấp đều đặn. Bàn tay to lớn xoa nắn nơi nhấp nhô mềm mại, không ngừng trêu đùa hai viên ngọc nhỏ. Từ đầu cô chỉ ngây thơ nghĩ rằng sang nhà anh dùng bữa, nào ngờ được tặng một bất ngờ lớn thế này. Sau một lúc vật vã, cô cứ ngỡ trận chiến đến đây là kết thúc, nhưng nào ngờ anh lại bế cô vào phòng. Vừa nằm xuống giường, Thất Sai đã cảm thấy sự nguy hiểm bủa vây, cơ thể cô mệt lả. Anh cuồng nhiệt ngậm lấy hai ngọn đùi, cô nhẹ giọng cất lời. Lại nữa sao? Tống Hiền hôn lên má cô, đôi môi hư hỏng liếm nhẹ vành tai khiến cô nổi cả da gà. Anh yêu em. Cô mở to mắt ngạc nhiên, anh vừa bảo gì cơ? Anh nói rằng yêu cô, bày tỏ tình cảm vào lúc đang sùng trận, chỉ có Giàng Tống Hiền mới biết cành thời điểm như vậy. Vừa nói lời tình cảm xong, anh liền ngấu nghiến hôn lên môi cô, lần lượt mút lấy hai cánh môi mềm, cánh tay rắn chắc lần mò xuống phía dưới, cởi bỏ mảnh vải che chắn mỏng manh, liên tiếp hai hiệp không ngừng, anh khiến cô thở cũng thấy khó khăn. Trên sàn, trang phục nằm ngổn ngang, hai thân ảnh cuồng nhiệt cuốn lấy nhau trên giường. Trên mã lại đứng sổng, dũng mãnh tiến vào trong, nơi thầm kín ẩm ướt. Cô cắn môi, hai đầu chân mày như sát vào nhau, chuyển động bên dưới mỗi lúc càng thêm tăng tốc. Thật sự sức chịu đựng của cô đã chạm đến ngưỡng giới hạn. Nhịp nhàng tới lùi thêm một lúc, cảm giác ấm nóng truyền vào trong cơ thể. Nòng súng rót vào đời hàng sâu, dòng tinh hoa dồi dào đến mức tràn cả ra bên ngoài cửa hàng. Cô thở sốc vì mệt, cơ thể hiện rõ những vết tích sau cuộc ái ân. Tống Hiền hôn lên môi cô, anh ôm vào lòng, kéo chăn đắp cho cả hai. Hôn lên bờ vai trắng mịn, giọng nói anh thò thẻ êm tai. Từ hôm nay, anh muốn lưu tên em trong điện thoại là bạn gái. Tim cô cho đập mạnh, dù có nghĩ xuôi nghĩ ngược thế nào, cô cũng chẳng ngờ được anh sẽ tỏ tình theo cách này, cạn lời thật. Cô quay mặt lại nhìn anh, nằm trong vòng tay Tống Hiền, cảm giác ấm áp khó tả. Anh nhón người, nhẹ nhàng đặt lên môi cô, nụ hôn sâu. Điều cô mong mỏi thực chất lại vô cùng đơn giản, một sự bày tỏ chân thành, một tình yêu bình yên, nhẹ nhàng. Trong văn phòng chủ tịch, giọng nói nghiêm trọng và căng thẳng của Tống Hiền vang lên. Nếu là phim ghép đôi, nam nữ chính thì không được. Đạo diễn Kim Nam Đông ngồi trước mắt anh ấy nhíu mày khó hiểu trước thái độ kịch liệt phản đối của Tống Hiền. Tại sao lại không được? Rõ ràng vai diễn lần này được Donnie đóng giày cho Thất Dài. Hơn nữa, cô ấy vẫn chưa có người yêu, rất phù hợp với việc ghép đôi nam nữ chính. Hợp đồng phim lần này có kèm theo điều kiện ghép đôi nam nữ chính, tức là cả hai diễn viên đóng chính sẽ được ghép đôi yêu nhau trong phim và cả ngoài đời để tăng độ hot cho phim, cũng như duy trì sức nóng của bộ phim trong một thời gian nhất định từ việc lôi kéo người hâm mộ của cặp đôi đóng chính. Nếu sau khi hết hợp đồng hẹn hò, cả hai có tình cảm thật sự thì vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ, còn không thì sẽ đưa ra lý do
và tự thông báo chia tay đến công chúng. Đặc biệt, hợp đồng này hướng đến đối tượng diễn viên vẫn đang độc thân nhằm giúp họ thành đôi, vẹn toàn đôi đường. Điều này Tống Hiền hiểu rất rõ, chính vì hiểu rõ nên anh một mực phản đối. Ai không muốn để cô tham gia dự án phim lần này, dù vài nữ chính vô dĩ được định sẵn là dành cho cô. Nghe lời nói từ đạo diễn Kim, trong lòng Tống Hiền càng dấy lên sự khó chịu. Anh đang bị tình cảm phần nào chi phối cảm xúc trong công việc. Ai nói với anh là cô ấy chưa có người yêu? Lần đầu tiên đạo diễn Kim nhìn thấy thái độ cáu gắt, mất kiểm soát của anh đến mức này. Tống Hiền trước đây vốn dĩ rất bình tĩnh, anh bình thản đến mức người ngoài khó lòng đoán được tâm tư của anh. Nhưng lần này anh thật sự lộ ra vẻ mặt mất bình tĩnh. Đạo diễn Kim nhìn anh với đôi mắt đầy ngạc nhiên. Sao anh lại phản ứng như vậy? Mà ý anh nói là gì vậy? Chẳng lẽ cô Thất Dài đã có người yêu? Anh biết điều gì à? Lúc này Tống Hiền nhận ra phản ứng của mình vừa rồi có hơi kích động. Trong tâm trí anh chỉ toàn hình bóng của cô. Anh thật sự không thể chấp nhận để người mình yêu ghép đôi yêu đương với người khác. Không, ý tôi là dù cô ấy chưa từng công khai có người yêu, nhưng cũng không vì lẽ đó mà khẳng định cô vẫn độc thân. Đạo diễn Kim đang rất khó hiểu trước biểu hiện này của anh, hoàn toàn chẳng giống Tống Hiền mà anh ấy biết. Nếu như vậy, để chắc chắn mọi chuyện, tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với cô Thất Dài. Ánh mắt anh chứa đựng nỗi nghĩ suy sâu lắng nào đó. Chuyện yêu đương của người nổi tiếng vô dĩ khó dằn như thế. Yêu nhau, bên nhau, nhưng lại phải giấu người ngoài về mối quan hệ giữa mình và đối phương. Càng khó lòng để người khác biết rằng bản thân vì quá yêu nên không thể không ghen. Hôm nay anh đến nhà cô, dì Mai đã về quê ít hôm vì có chuyện gia đình. Không gian riêng tư chỉ có hai người. Hơn nữa, để an toàn nhất, cô vẫn nên hạn chế đến nhà anh. Vì Thất Dài là người nổi tiếng, có thể sẽ bị người hâm mộ hoặc giới báo chí bắt gặp. Sau khi cùng nhau đồ ăn, nhiều lúc ở cạnh nhau, cô cất lời hỏi Tống Hiền về chuyện nhận phim. Đạo diễn Kim nói với em, dường như anh không muốn em tham gia bộ phim Gọi Ngày Nắng Về. Nghe câu nói từ cô, tâm can anh rối bời. Tống Hiền dừng tay đang thái rau củ, anh đưa mắt nhìn cô. Em biết đó là bộ phim ghép đôi, thật lòng anh không muốn em nhận phim. Quả thật Tống Hiền rất thẳng tính, anh nghĩ về vấn đề thế nào thì cứ thế nói rõ với cô suy nghĩ của mình, thà như vậy để dễ hiểu tâm tư của nhau, vòng vo chỉ thêm mất thời gian vô ích. Em đã biết đến dự án phim Gọi Ngày Nắng Về của đạo diễn Kim cách đây một năm. Lúc đó, khi nghe đạo diễn nói về nữ chính, em đã rất muốn được nhận vai. Nghe đến đây, thái độ anh chợt tụt dốc. Nội tâm bên trong của người đàn ông mạnh mẽ, nghiêm nghị này kỳ thực lại nhạy cảm trong chuyện yêu đương. Ý của em là muốn nhận phim, dù biết rõ bộ phim đó ghép đôi nam nữ chính. Ánh mắt anh khó chịu nhìn cô, biểu hiện của anh khiến cô ngạc nhiên đến mức lo lắng. Em không có ý đó, chỉ là em không muốn từ bỏ bộ phim vì chuyện ghép đôi. Cô nào nghĩ rằng anh sẽ phản ứng gay gắt đến vậy. Tống Hiền hằn học cất lời. Em không muốn bỏ qua bộ phim chỉ vì chuyện ghép đôi. Vậy ra em chấp nhận gán ghép yêu đương với Tự Thành Vũ trong khi chúng ta đang yêu nhau. Bộ phim lần này là màn tái hợp của cô và nam diễn viên Thành Vũ sau sự thành công rực rỡ của bộ phim cả hai cùng tham gia đóng chính lần trước. Tống Hiền biết rõ Thành Vũ là người bạn diễn an ý của cô. Ở ngoài, cô và Thành Vũ cũng là bạn tốt. Chính vì lẽ đó, anh không thể ngăn được cơn ghen trong lòng mình. Không thể nhìn người mình yêu công khai hẹn hò với người đàn ông khác, dù việc đó là theo hợp đồng. Câu nói của anh vô tình chạm vào lòng tự ái của cô. Vô dĩ Thất Dài rất rõ ràng và ngay thẳng trong tình yêu. Nhưng lần này, cô thật thất vọng vì Tống Hiền không nhận ra điều đó. Cô đau lòng khi nghe những lời anh vừa nói. Tống Hiền, chẳng lẽ trong mắt anh, em là người tệ đến vậy sao? Anh không có ý làm tổn thương cô, nhưng cũng chẳng thể ngăn được dòng suy nghĩ và nỗi lo trong lòng. Anh nói ra điều canh cánh trong tâm can, nhưng vô tình khiến cô buồn lòng. Ý anh không phải vậy, nhưng anh không muốn người yêu của anh nói yêu đương với người đàn ông khác trên truyền thông. Anh tuyệt đối không chấp nhận. Thất Gia nhận thấy cả hai đang bất đồng suy nghĩ, tiếp tục lời qua tiếng lại
chỉ đẩy cuộc nói chuyện lên đỉnh điểm căng thẳng, thậm chí là cãi vã. Đến khi anh bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Cô quay lưng, lấy nguyên liệu, tiếp tục nấu ăn. Tống Hiền cũng chẳng nói thêm gì cả. Cả hai đột nhiên rơi vào khoảng không im lặng. Sự im lặng đôi khi đáng sợ chẳng kém cãi vã. Dùng bữa xong, anh không ở lại mà ra về. Có lẽ như cô nói, anh cần thời gian để bình tĩnh lại, để không vì cơn tức giận mà nói ra những lời khó nghe, làm tổn thương đối phương. Tiếng khóc của trẻ nhỏ vang lên khắp căn phòng. Thất Dài bế đứa bé hơn một tuổi trên tay, không ngừng dỗ dành. Thôi mà, nín đi con, cô thương mà. Đứa bé gái vẫn khóc, mỗi lúc mỗi lớn. Thất Dài cảm thấy thật bất lực. Để mẹ bế, mẹ thương mà, con đói rồi phải không? Túc Kỳ hướng tay về phía đứa nhỏ. Thất Dài trả cục vàng lại cho cô bạn. Chăm trẻ nhỏ quả thật vất vả. Cô chỉ vừa bế con của Túc Kỳ một lát mà mồ hôi đã vã ra nhiều tắm vì hồi hộp, bối rối trước tiếng khóc dữ dội của bé nhỏ. Túc Kỳ đút sữa bình cho bé. Đứa nhỏ nhìn khóc, nằm trong vòng tay mẹ, uống sữa ngon lành. Hôm nay chồng của Túc Kỳ, Lục Tần, vẫn đi làm như mọi ngày. Cô ấy ở nhà chăm con cùng những người giúp việc. Thật dài rảnh rỗi không có lịch diễn nên tranh thủ sang chơi với bạn, sẵn tiện tâm sự chuyện tình cảm. Chẳng là từ sau chuyện bắt đầu suy nghĩ cách đây hai hôm, cô và Tống Hiền như thể chiến tranh lạnh với nhau, ai cũng giữ vững lập trường, quan điểm của mình, đêm một trong hai, không ai xuống nước trước, vậy nên vẫn còn đang tiếp tục giận nhau. Từ lúc anh ta ra về vào hôm đó thì không nói gì với cậu luôn sao? Thất Dài gật đầu. Đúng vậy, anh ấy im lặng đến giờ luôn, đáng ghét. Toki nở nụ cười, cô ấy ngồi xuống, tay vẫn đang cầm bình sữa để bé con uống. Vì yêu cậu nên anh ấy ghen đấy. Suy cho cùng, anh ấy phản ứng như vậy cũng không sai, vì chẳng người đàn ông nào khi yêu thật lòng lại có thể chấp nhận nhìn người con gái của mình dính vào tin đồn hẹn hò với người khác. Chỉ là anh ấy chưa hiểu ý cậu nên khiến cả hai gặp chút căng thẳng. Thất Dài ngồi xuống cạnh Túc Kỳ, cô thở ra một hơi. Thật tâm, cô nào muốn chiến tranh lạnh với anh. Cô chỉ muốn cả hai bình yên, tận hưởng hạnh phúc bên nhau qua từng ngày là đủ. Mình tuyệt đối không phải hạng người đã có người yêu mà lại đi tung tin hẹn hò với người khác. Tống Hiển có vẻ kích động. Lần đầu mình thấy anh ấy mất bình tĩnh như vậy. Túc Kỳ hất nhẹ vai, chạm vào vai cô. Vậy càng chứng tỏ rằng Tống Hiển rất yêu cậu. Thất Dài đang rối bời, biết là cả hai yêu nhau say đắm, nhưng giận dỗi nhau thế này thật sự rất mệt tim. Im lặng nốt hôm nay là tròn hai ngày rồi, mình có nên chủ động làm lành không nhỉ? Nghe câu hỏi của cô, Túc Kỳ liền một mực phản đối. Tuyệt đối không được xuống nước trước. Hơn nữa, chuyện này không có ai đúng ai sai, hai người là do bắt đầu suy nghĩ. Vậy nên, cậu cứ chờ anh ta tìm đến cậu trước. Nếu yêu cậu sâu đậm, không thể rút ra được, thì tự khắc anh ta sẽ chủ động làm lành thôi. Mình là phụ nữ, làm giá một chút. Lời tư vấn từ quân sư Túc Kỳ nghe cũng có lý. Thất Dài gật đầu thuận theo. Được, mình sẽ nghe theo cậu. Cứ việc chờ xem anh ấy im lặng được bao lâu. Túc Kỳ nở nụ cười, thật thà nói với Thất Dài. Cả đêm cô trằn trọc khó ngủ, dù quyết tâm chờ anh xuống nước nhỏ nhẹ trước, nhưng trong lòng vẫn không thể ngừng nghĩ về anh. Thất Dài lăn qua lăn lại trên giường, thoảng chốc cô lại mở điện thoại ra xem. Cái tên này, sao chưa gọi cho mình nữa? Anh không nhớ em à? Chán nản, cô úp màn hình điện thoại xuống giường. Nữ minh tinh trước đây chỉ lo nghĩ vì công việc, tập trung kiếm tiền, lo bản thân, báo hiếu ba mẹ, đầu óc ngoài sự nghiệp ra thì chẳng nhọc lòng vì điều gì. Ấy vậy mà bây giờ, tâm trí cô cứ không ngừng xuất hiện hình ảnh của anh, nhớ đến giọng nói ấm áp của anh, hơi thở nam tính lúc kề cận. Tất cả khiến cô mụ mị không lối thoát, đây có được xem là mê trai quá đỗi không chứ? Tâm tư đang rối bời, cô chợt nghe thấy tiếng chuông cửa, linh cảm mách bảo, cô bước ra phòng khách, nhìn vào lỗ nhỏ trên cửa, Thất Dài nở nụ cười, người cần đến, cuối cùng cũng đã đến. Cô chấn chỉnh vẻ mặt lạnh lùng để xem anh sẽ nói gì với cô đây. Vừa mở cửa ra, cô chưa kịp nói gì thì anh đã nắm tay cô, kéo vào lòng anh. Tống Hiền ôm cô thảm thiết, nhìn qua là biết mấy ngày qua anh cũng khó chịu trong lòng, chẳng kém gì cô, thậm chí còn không tập trung làm việc được. Anh nhớ em rồi.
Trong khi cảm xúc của anh đang rất sâu lắng thì vẻ mặt của Thất Giai vui vẻ thỏa mãn đến kỳ lạ. Cô thầm bái phục Túc Kỳ, cô bạn này dữ liệu như thần, rất có tương lai làm bói toán, bao rằng anh sẽ đến tìm cô trước, thì ngay trong đêm anh đã không nhịn được mà đến tận nhà cô. Em cũng nhớ anh. Bước vào trong nhà, anh bám lấy cô không buông, nhẹ nhàng bế cô vào phòng, muốn làm lành với vợ thì cần lắm sự trải mặt. Đặt cô ngồi trên giường, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài mượt. Mấy ngày qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ anh quá ích kỷ nên khiến em cảm thấy khó xử. Anh xin lỗi. Thất Giai nở nụ cười, vẻ mặt có chút nũng nịu của anh xém làm cô bật cười. Cô muốn thử xem phản ứng của anh thế nào, bèn cất lời. Vậy là anh không phản đối chuyện em nhận phim gọi ngày nắng về nữa sao? Câu hỏi của cô khiến anh hoang mang, tâm trạng Tống Hiền phút chốc bối rối. Thật tâm anh đã cố gắng suy nghĩ thoáng hơn, tuy nhiên vẫn không thể chấp nhận chuyện cô nhận lời đóng một bộ phim ghép đôi được. Anh dự định sau khi cả hai làm lành, anh sẽ đưa ra hướng giải quyết cho sự việc này. Nhưng câu hỏi vừa rồi của cô đã chạm đến nỗi âu lo trong lòng anh. Tống Hiền đang nghĩ rằng phải chăng cô vẫn muốn đóng bộ phim ấy, dù biết rất rõ cô và Tự Thành Vũ sẽ phải ghép đôi yêu nhau ở ngoài đời. Cảm giác hụt hẫng, đau đớn dâng lên trong lòng anh. Em vẫn sẽ nhận phim sao? Dù anh là chủ tịch của công ty quản lý Thất Giai, các hoạt động trong showbiz của cô phải được sự đồng ý và theo sát của công ty. Tuy nhiên lần này, công ty hợp tác làm phim Gọi Ngày Nắng Về cùng đạo diễn Kim Nam Đông. Bên cạnh đó, vài nữ chính từ lâu đã được nhắm đến cho Thất Giai. Nếu Tống Hiển phản đối việc cô nhận vai, anh chắc chắn phải đưa ra được lý do hợp lý. Còn không, việc cô quyết định nhận vai diễn theo lời mời của đạo diễn và đúng luật của công ty thì anh cũng không thể ngăn cản được, trừ khi anh dùng tiền và quyền lực để ngăn chặn. Nhưng Tống Hiển sẽ không làm như vậy vì anh tôn trọng cô và tin vào sự hiểu chuyện cũng như tin vào tình cảm mà cô dành cho anh. Chỗ nét mặt của anh đột ngột trở nên căng thẳng, cô liền nhận ra mình không nên đùa thêm nữa. Thất Giai vòng tay ôm lấy cổ anh, cô nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn rồi cất lời giải thích. Ngày hôm qua em đã gặp đạo diễn Kim, em đã nói em sẽ không nhận vai, điều đó là bộ phim ghép đôi nam nữ chính. Ánh mắt anh say mê nhìn cô, anh đang rất chăm chú nghe cô nói. Thất Giai thật sự không làm anh thất vọng. Sau cùng anh cũng biết được đối với cô, anh quan trọng hơn vai diễn ấy. Nỗi lo lắng trong lòng Tống Hiền đã hoàn toàn tan biến. Anh ôm lấy cô, khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng có chút suy tư. Nhưng đó là vai diễn em mong chờ từ lâu. Cô khẽ lắc đầu. Điều em mong chờ là chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau. Không có vai diễn đó thì sẽ có những vai diễn khác dành cho em. Hơn nữa, dù em còn độc thân, em cũng không nhận vai diễn ghép đôi với người mà em không yêu. Đối với em, tình yêu là điều đáng trân trọng và phải xuất phát từ trái tim. Anh có chút bất ngờ khi cô gái nhỏ tuổi này suy nghĩ thấu đáo, sâu sắc đến như vậy. Có lẽ anh đã lo nghĩ quá nhiều trong khi Thất Giai suy nghĩ rất trưởng thành và chín chắn. Tình yêu đơn giản là vì nhau, mỗi người sẽ bỏ cái tôi đi một chút, đặt mình vào vị trí của đối phương để thấu hiểu, cảm thông lẫn nhau thì sẽ sớm nhìn nhận ra vấn đề. Anh hôn lên trán cô, nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp. Đêm nay anh ở lại được chứ? Cô nở nụ cười. Giữa đêm anh chạy sang nhà cô, trông thấy đã biết anh cũng chăn trở suy nghĩ về việc cả hai giận nhau nên không chợp mắt được, vậy nên quyết sang đây chủ động làm lành. Anh biết mà còn hỏi. Tống Hiền trừng ra vẻ mặt ngây ngô. Anh có biết gì đâu, em phải cho anh mới dám ở lại. Nói rồi anh đưa tay vén tóc cô ra sau tai, dịu dàng đặt lên môi Thất Giai một nụ hôn, mút nhẹ hai cánh môi mềm, bàn tay hư hỏng buông xõa dây áo của chiếc đầm ngủ lụa. Cô cảm nhận được chuyện anh sắp làm lành thì nào có chuyện nói miệng là xong, phải được xác nhận bởi một cuộc chiến. Nụ hôn mỗi lúc càng thêm cuồng nhiệt, anh dần đẩy người ra phía trước, đồng nghĩa với việc cô đang dần ngã người ra sau rồi nằm hẳn xuống giường. Anh hôn lên bờ vai, móc áo quyến rũ, đưa tay xoa nắn nơi đầy đặn, tiếp xúc thân mật, ngăn cách
bởi lớp vải mỏng khiến sự kích thích càng thêm tăng cao. Chiếc đầm ngủ vốn rộng rãi để thoải mái khi mặc, chỉ cần buông hai dây áo, kéo nhẹ xuống tận gót chân, vật cản đã bị cởi bỏ. Ở nhà một mình nên cô chẳng mặc bra, đôi gò bồng đào nhanh chóng lộ ra trước mắt anh, trắng trẻo căng tròn, qua đội hấp dẫn. Dáng người thon thả, mùi hương quyến rũ thoang thoảng khiến anh chỉ muốn nhanh chóng ăn sạch cô. Cả đêm dài đằng đẵng, anh và cô đã làm lành đến tận sáng, căn phòng ngập tràn mùi hương của sự ân ái. Tỉnh giấc sau đêm dài vận động, Tống Hiền nghiêng người, vòng tay muốn ôm lấy người con gái bên cạnh, nhưng cảm giác trống trải chợt khiến anh bừng tỉnh. Anh ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Thất Giai. Căn phòng im lặng, không có hồi âm. Anh vội bước xuống giường, nhặt quần áo trên sàn mặc vào, rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Bước ra ngoài, anh thấy cô đang nấu nướng ở bếp. Vừa tiến gần về phía cô, anh vừa cất lời. Em đang nấu món gì vậy? Cô đang nêm nếm nước súp, nghe giọng nói của anh liền quay người lại. Em đang nấu bún bò, anh không ngửi thấy mùi đặc trưng của món này sao? Lúc này, Tống Hiền liền nghĩ đến việc anh không thể ngửi thấy mùi hương của những thứ xung quanh. Anh nghĩ rằng cũng đã đến lúc anh nên nói cho cô biết rõ điều này. Tống Hiền bước đến ôm lấy eo cô, đưa tay vuốt nhẹ gò má trắng mịn, lời nói dịu dàng, ánh mắt say đắm. Không, anh chỉ ngửi thấy mùi hương nước hoa trên cơ thể em thôi. Cô cứ ngỡ anh nói đùa nên mỉm cười vô tư. Anh thật là... Cô quay sang múc một muỗng súp rồi nói với anh. Anh nếm thử xem có vừa miệng không? Bình thường trông cô sang chảnh và đài cát như một tiểu thư, nhưng thật ra Thất Giai rất đảm đang và giỏi nấu nướng. Tống Hiền nếm thử, mỉm cười đáp. Rất ngon. Cô nở nụ cười tươi, chưa kịp quay lại đầu tiếp thì anh đã nghiêm túc nói ra cất lời. Chuyện anh không ngửi được mùi hương là thật. Từ nhỏ anh đã không có khẩu giác. Anh không hiểu tại sao anh chỉ ngửi được mùi hương trên cơ thể em thôi. Chuyện kỳ lạ như vậy lần đầu tiên Thất Giai nghe thấy. Dù trông anh rất nghiêm túc nhưng cô vẫn bán tín bán nghi. Anh nói thật sao? Tống Hiền gật đầu. Thật, anh đã rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên anh ngửi thấy mùi hương, duy nhất mùi hương của em. Cô đứng hình vài giây, tập trung quan sát biểu hiện của anh, xem ra anh đang nói thật. Nhận thấy cô vẫn còn hoài nghi, anh nói thêm. Lúc nhỏ, anh đã xém mất mạng khi nhà bị rò rỉ khí ga, nhưng anh không hề hay biết. Anh không ngửi được mùi kỳ lạ xuất hiện và anh đã ngất từ lúc nào cũng chẳng rõ. May mắn khi ba mẹ anh về kịp lúc nên anh mới được cứu sống. Vào năm Tống Hiền 13 tuổi, ngày hôm đó anh ở nhà một mình, ba mẹ đi làm, người giúp việc xin nghỉ phép. Vô tình sự cố xảy ra vì không ngửi được mùi hương nên anh chẳng hề hay biết mình đã ngửi phải khí ga bị rò rỉ dẫn đến ngất đi. Anh kể một câu chuyện chân thật như vậy, cô đương nhiên chẳng còn lý do gì để không tin anh. Tuy nhiên, Thất Giai vẫn còn rất ngỡ ngàng, đây là chuyện lạ khó tin mà cô không thể ngờ tới. Thì ra, những lần anh nói, mùi hương nước hoa trên cơ thể em rất thơm là vì như vậy. Anh ôm lấy cô, đặt cằm lên bờ vai bé nhỏ, giọng nói làm nũng, chẳng giống rằng chủ tịch lạnh lùng, ít nói khi ở công ty chút nào. Vậy nên, anh rất cần em ở cạnh, nếu không, cuộc sống của anh sẽ rất vô vị. Cô khẽ mỉm cười, đến cả lúc này mà anh cũng có thể tận dụng để nói mấy lời ngôn tình lấy lòng cô, quả là dáng Tống Hiền. Văn phòng chủ tịch, Tống Hiền đặt một phong bì ra trước mắt nữ người mẫu, lời lẽ cẩn trọng. Đừng để kẻ nào khác biết chuyện này, số tiền còn lại tôi sẽ chuyển cho cô sau khi xong việc. Yên tâm, mọi chuyện đã có tôi đứng ra bảo đảm. Nữ người mẫu Triệu Lam Tâm đang ngồi đối diện anh, cô ấy cẩn trọng cầm lấy phong bì cho vào túi sách. Tôi biết rồi, vậy tôi đi trước, gặp lại anh sau. Tống Hiền gật nhẹ đầu, lúc Lam Tâm vừa bước ra đến cửa thì gặp Thất Giai đang đi vào. Nhìn thấy người mẫu Lam Tâm, một người mẫu không thuộc công ty Fera lại có mặt ở văn phòng của anh, khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Dù rất khó hiểu trước sự xuất hiện của Lam Tâm, nhưng Thất Giai vẫn lịch sự cúi nhẹ đầu chào cô ấy. Lam Tâm cũng mỉm cười chào cô rồi rời đi. Bước vào trong, cô cất lời. Anh gọi em đến có việc gì không? Mà sao người mẫu Lam Tâm lại đến đây vậy? Cô ngồi xuống cạnh anh, Tống Hiền khẽ mỉm cười.
Chỉ là vì công việc thôi, em đừng bận tâm. Anh có vẻ giữ bí mật với cô, vậy mà cô nghĩ giữa cả hai có thể tâm sự với nhau mọi chuyện. Anh chạm tay lên gò má trắng mịn, dịu dàng nói. Anh muốn báo với em một tin vui. Cô ngạc nhiên lẫn tò mò, ánh mắt long lanh nhìn anh. Chuyện gì vậy anh? Tống Hiền vuốt nhẹ sống mũi cô. Đạo diễn Kim đã đồng ý hủy bỏ chuyện ghép đôi của bộ phim Gọi Ngày Nắng Về. Nghe đến đây, ánh mắt cô bừng sáng, cảm giác hạnh phúc lâng lâng. Sau cùng, điều cô mong chờ và hy vọng suốt một năm qua cho vai diễn đã không khiến cô thất vọng. Chuyện này có phải anh đã thuyết phục đạo diễn Kim không? Thật dài vô sĩ tình ý và nhạy bén, cô vừa nghe liền biết rằng chuyện này có sự đóng góp của anh thì mới xoay chuyển được quyết định của đạo diễn Kim. Đúng là không có gì giấu được em. Cô nở nụ cười, lần này anh thật sự tặng cho cô một món quà rất lớn. Tống Hiền hiểu rõ, cô rất yêu thích và khao khát được nhận vai diễn này. Anh muốn làm hết khả năng có thể để cô được như ý. Đang vui vẻ, chờ Thất Dài nghĩ đến chuyện quan trọng khiến sắc mặt cô liền thay đổi. Mà anh đã nói với đạo diễn Kim thế nào để anh ấy đổi ý vậy? Chẳng lẽ anh nói ra chuyện chúng ta đang... Tống Hiền liền hiểu ý cô. Anh biết Thất Dài lo lắng, anh đã nói ra chuyện cả hai đang hẹn hò. Anh xoa đầu cô, ôn nhu trấn an người con gái mình yêu. Em yên tâm, anh thuyết phục anh ấy theo cách của anh, tuyệt đối không nói ra chuyện chúng ta đang yêu nhau. Nghe lời khẳng định từ anh, lòng cô nhẹ nhõm hẳn. Phút chốc, Thất Dài trách bản thân vừa rồi phản ứng hơi thái quá. Tống Hiền là người đàn ông chu đáo, hiểu chuyện, lại tinh tế, làm gì có chuyện anh tùy tiện nói ra mối quan hệ tình cảm của hai người. Cô thừa nhận thấy bản thân thật là ngốc. Tống Hiền đã gặp đạo diễn Kim để nói về chuyện ghép đôi. Anh đã thuyết phục anh ấy hủy bỏ hợp đồng ghép đôi vì thực chất khả năng diễn xuất của Thất Dài và Thành Vũ rất tốt. Cùng với kịch bản hay, chắc chắn sẽ khiến bộ phim thành công vang dội. Thành công từ chính thực lực của diễn viên, từ nội dung phim có sức lôi cuốn để thu hút khán giả, chứ chẳng cần đến việc gắn ghép cặp đôi kia. Thất Dài vui mừng không ngớt, cô ôm chầm lấy anh, nhẹ nhàng thưởng cho anh một nụ hôn trên môi. Cảm ơn anh. Anh hôn vào má cô, lời nói dịu dàng, pha chút trách yêu. Hở một chút là cảm ơn, như vậy rất xa cách. Cô tựa vào lòng anh, lần này là Thất Dài đang nũng nịu. Em biết rồi mà, vậy em sẽ nấu một bữa ăn thật ngon cho anh. Bất chấp sự phản đối của Tống Hiển, MV âm nhạc đầu tay của Mã Khiết Ninh cũng được ra mắt. Cô ta tự bỏ tiền ra học lớp thanh nhạc, thuê nhạc sĩ, viết bài hát cho mình và đầu tư làm MV. Nhưng sự đón nhận của khán giả đã không nhiều kỳ vọng. Ngoài fan hâm mộ của cô ta thì chỉ được số ít khán giả khác ủng hộ MV. Bởi lẽ dù đã học qua lớp thanh nhạc nhưng Mã Khiết Ninh không có được giọng hát trời phú. Chất giọng của cô ta rất tầm thường, kỹ năng xử lý các nốt cao lại vụng về non nớt. Tổng thể bài hát không đến mức đấm vào tai, tuy nhiên cũng chẳng khiến người ta muốn nghe lại. Câu từ bài hát theo lối nhạc sôi động nên chẳng hề sâu lắng hay chạm đến trái tim, khó lòng động lại trong tâm trí người nghe. Nội dung MV còn rời rạc, thiếu sự liên kết. Thậm chí, diễn xuất của cô ta trong MV cũng được xem là có phần gượng gạo, thiếu sự tự nhiên, chân thật. Những nhà báo, nhà phê bình âm nhạc đều đánh giá thấp màn ra mắt cả khúc âm nhạc để lấn sân sang nghiệp ca hát của cô ta. Đúc kết lại, đây là một sự mở màn flop thảm hại của Mã Khiết Ninh. Đủ để thấy tương lai mù mịt phía trước nếu cô ta vẫn cố chấp muốn theo con đường ca hát. Vì tự tin, theo quan điểm, chỉ cần cầm mic là có thể trở thành ca sĩ, để Mã Khiết Ninh phải nhận lấy cái kết thê thảm thế này. Trong cuộc nói chuyện giữa cô ta và tổng giám đốc của Fera về việc vai diễn trong bộ phim Gọi Ngày Nắng Về, Mã Khiết Ninh đã rất tức giận và lập tức từ chối thẳng thừng khi nghe Vũ Tổng khuyên cô ta nên nhận vai nữ phụ trong bộ phim. Từ sau khi nổi tiếng và trở thành sao hạng A, đã rất lâu cô ta không nhận vai phụ, chỉ toàn đóng chính. Bây giờ, bạn A nhận vai nữ phụ, đặc biệt nữ chính của phim lại còn là Thất Dài, A ta tuyệt đối không chấp nhận. Trước đây, cô còn từng đóng vai phụ trong phim do Mã Khiết Ninh là nữ chính, nào ngờ nổi bật hơn cả cô ta. Mối thù đó, cô ta khắc ghi mãi, bây giờ bảo cô ta đóng vai phụ
trong khi Thất Sai đóng chính. Với người đàn bà ngạo mạn, dạ tâm như Mã Khiết Ninh, đây có khác gì là một nỗi sỉ nhục. Tiếng gõ cửa mang theo sự phẫn nộ, Tống Hiền nhìn qua màn hình máy tính được kết nối với camera giám sát bên ngoài. Anh thừa biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa được phép bước vào trong, Mã Khiết Ninh đã đùng đùng, tức giận mà cất lời. Công ty đang phân biệt đối xử với em à? Trong một lời trao hỏi, không một câu phép tắc, Mã Khiết Ninh đang rất tức giận. Cô ta càng thêm bất mãn khi Tống Hiền lúc này lại vô cùng bình thản. Thế nào là phân biệt đối xử với cô? Câu hỏi bình thản của anh như đang thôi bùng ngọn lửa phẫn nộ trong lòng cô ta. Mã Khiết Ninh thừa hiểu, anh biết rõ chuyện phải diễn. Nếu không có sự đồng ý của anh thì Vũ Tổng không thể khuyên cô ta nhận vai được. Anh biết rõ mà còn hỏi lại em. Chẳng phải anh muốn em nhận vai phụ trong phim Gọi Ngày Nắng Về? Anh đang thiên vị Hồ Thất Sai để muốn dìm em xuống à? Lời lẽ của Mã Khiết Ninh mỗi lúc càng hồ đồ. Anh ngồi trên ghế xoay lạnh lùng đáp. Chẳng ai bất công với cô cả. Chuyện vai diễn là sự thống nhất của hội đồng công ty. Cô hãy xem lại bản thân, thời gian qua cô có vai diễn nào ra trò không? Lại thêm chuyện cô lơ là diễn xuất để tập trung làm MV ca hát, kết quả thế nào? Cô chưa sáng mắt à? Nghe đến đây, lòng cô ta dâng lên sự hổ thẹn, nhục nhã. Nhưng cái tôi quá lớn, không cho phép cô ta thừa nhận thất bại. Nhưng anh muốn em đóng vai phụ trong phim Hồ Thất Sai đóng chính. Anh không thấy như vậy là hạ thấp em sao? Tống Hiền đưa mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mặt cô ta. Không phải tôi muốn hay ép buộc cô. Đây là một lời khuyên, một sự gợi ý từ phía công ty. Cô có quyền nhận vai hoặc không. Nếu cô đủ thông minh thì sẽ tự khắc biết nên làm gì. Câu trả lời thẳng thắn, rõ ràng của anh khiến ả cứng họng. Đối với Tống Hiền, hai chữ công tâm trong công việc luôn được đặt lên hàng đầu. Anh hay công ty không hề ép cô ta. Căn bản, đây là một lời khuyên nhủ. Công ty không hề bắt ép Mã Khiết Ninh nhận vai. Mọi người hoàn toàn tôn trọng quyền quyết định của mỗi cá nhân. Và cô ta có thể từ chối vai diễn nếu không muốn. Chưa dừng lại ở đó, anh nói thêm. Còn chuyện này, tôi hy vọng cô hiểu rằng nếu thật sự có tài năng thì cô hoàn toàn có thể tỏa sáng trong bất kỳ hoàn cảnh công việc nào. Nói đến vai phụ của Thất Gia trước đây, cô không thấy rằng dù là nữ phụ nhưng cô ấy vẫn để lại dấu ấn riêng của mình, tỏa sáng theo cách của cô ấy. Vậy nên đừng nói công ty thiên vị Thất Sai hay đang phân biệt đối xử với cô. Tất cả là do cô nhìn nhận mọi chuyện một cách phiến diện. Anh nói ra những lời thật tâm vì muốn cô ta nhìn thấy cách sai của bản thân. Nhưng cảm giác trong lòng Mã Khiết Ninh sau khi nghe những lời này chỉ tồn đọng lại cơn ghen, ghen tức, ghen tị và cả ghen tình, vì trong lòng Tống Hiền chỉ có Hồ Thất Sai. Anh đẩy em vào đường cùng, dù nói rằng nếu có tài năng thì có thể tỏa sáng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Giảng Tống Hiền, anh không cảm thấy rất nực cười à? Em thật ngu ngốc khi hơn 10 năm qua luôn hướng về anh. Em nghĩ rằng chỉ cần mình chân thành sẽ đổi lại chân tình. Nhưng em sai rồi, anh tàn nhẫn lắm. Nói rồi cô ta tức giận quay người bỏ đi. Tống Hiền cũng chẳng còn gì để nói thêm nữa. Về mặt tình cảm, ngay từ đầu là Mã Khiết Ninh tự nguyện yêu đơn phương, tự cô ta đợi chờ. Dù anh đã rất rõ ràng trong tình cảm, anh không yêu cô ta cũng chưa từng cho cô ta hy vọng. Bây giờ Mã Khiết Ninh vì hụt hẫng đau lòng do chính mình tạo ra mà quay sang trách ngược anh, còn cùa đũa với cả công việc. Người phụ nữ này thật hết thuốc chữa. Sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, căng thẳng lẫn áp lực, Tống Hiền cảm thấy bình yên nhất là khi anh được ở cạnh cô. Mấy hôm nay anh cứ sang nhà cô, vì là sang trọng lại không về, tàn sở liền phóng xe sang nhà vợ nương thân. Anh đang xây tóc cho cô, mái tóc dài mượt mà, thoảng thoảng hương nước hoa. Âm thanh máy xe tắt hẳn, anh chạy tóc cho cô. Thất Sai cứ thắc mắc trong lòng một chuyện suốt mấy ngày qua, không giữ trong lòng thêm được, cô cất lời. Anh à, lần trước người mẫu làm tầm đến phê ra, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tống Hiền nhận thấy cô vẫn còn nghĩ về chuyện đó và muốn biết rõ, tuy nhiên anh lại không muốn nói ra. Anh gặp cô ấy vì có liên quan đến công việc. Câu trả lời như không của anh khiến cô thêm phần hụt hẫng lẫn tò mò. Ai chẳng biết anh gặp cô ấy vì công việc, nhưng điều cô muốn biết chính là cụ thể mục đích anh gặp cô ấy. Xem ra Tống Hiền không muốn để cô biết,
Nếu anh muốn nói thì chẳng cần cô hỏi, anh cũng tự mình nói ra. Anh giấu em sao? Vẻ mặt cô ủ rũ, Tố Hiền vòng tay ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc mà dỗ dành cô. Anh không giấu em, anh gặp cô ấy vì có việc cần giải quyết. Hiện giờ anh chưa thể nói rõ cho em biết được. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, anh sẽ kể rõ với em sau. Cô nắm lấy tay anh, Thất Sai tin Tố Hiền không làm điều gì xấu để phải giấu giếm cô. Nhưng anh úp úp mờ mờ thế này, bảo sao cô không tò mò, muốn biết cho được. Đến giây phút cuối, chốt lại danh sách diễn viên tham gia diễn xuất trong phim Gọi Ngày Nắng Về, thật bất ngờ khi Mã Khiết Ninh đã đồng ý nhận vai nữ phụ. Phải chăng cô ta đã suy nghĩ thấu suốt, hay vì bản thân nhận ra vai diễn hiện tại là cơ hội để cô ta vực dậy hình ảnh sau những lùm xùm không đáng có và nhiều thất bại của bản thân trong thời gian qua. Đến cuối cùng, cô ta là người rõ nhất. Bộ phim đã bấm máy được vài ngày, phân cảnh Mã Khiết Ninh diễn cùng Thất Sai khá nhiều. Hôm nay, cô cùng cô ta diễn một đoạn đứng cãi nhau bên lề đường do xe đột nhiên hết xăng. Trong phim, cả hai ban đầu là bạn thân, về sau lại trở thành tình địch khi yêu cùng một người. Tiếng đạo diễn vang lên là câu nói quen thuộc trước mỗi lúc bấm máy. 1, 2, 3, diễn! Hai cô gái lập tức nhập vai, ánh mắt Thất Sai cầu có, cất lời trách móc. Tất cả là tại cậu đấy, biết rõ hôm nay đi bằng xe máy, vậy mà không chịu đổ xăng, trong khi hôm qua mình đã nhắc cậu rồi. Mã Khiết Ninh tỏ thái độ khó chịu, lập tức cự cãi. Cậu nói hay như vậy, thì sao không đi bằng xe của cậu, đi xe tôi làm gì, bây giờ gặp sự cố thì chỉ biết đường đó đổ hết lỗi lên đầu tôi. Theo phân cảnh này, sau lúc hai người đang cãi nhau, từ xa có một chiếc xe máy chạy xẹt qua ngay sát người Thất Sai đang đứng bên đường. Cảnh quay này sẽ rất nguy hiểm nếu xảy ra sơ suất. Vậy nên người được giao nhiệm vụ lái xe là một nam diễn viên chuyên nghiệp. Ekip đã dặn dò rất kỹ các diễn viên. Vào lúc Thất Sai và Mã Khiết Ninh đang diễn cảnh cãi nhau, Thất Sai không muốn tiếp tục tranh luận nên định quay đầu bước đi. Mã Khiết Ninh nhìn thấy một chiếc xe máy đang chạy quá tốc độ, lao nhanh về phía cô thì vội nắm tay cô kéo lại, cứu cô thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Chiếc xe máy bắt đầu rụ ga, mỗi lúc càng chạy đến gần vị trí Thất Sai đang đứng, diễn cảnh cứ theo kịch bản mà thực hiện. Cô và Mã Khiết Ninh vẫn đang nhập tâm vào vai diễn, Thất Sai quay người lại, cắt đứt cuộc nói chuyện vì tức giận. Cô bước xa Mã Khiết Ninh một bước, vừa lúc chiếc xe máy đang chạy đến gần. Mã Khiết Ninh nắm lấy tay cô, theo kịch bản sẽ kéo Thất Sai lại, nhưng hành động của cô ta rất lạ. Thay vì kéo cô hướng về cô ta, Mã Khiết Ninh lại thẳng tay đẩy Thất Sai ra đường. Cô bị lực đẩy đột ngột nên lập tức mất thăng bằng, ngã người xuống mặt đường. Mọi người trong đoàn phim giật hót cả tim. Nam diễn viên liền phản ứng nhanh nhạy mà thẳng gấp. Tiếng xe lết bánh vì ma sát với mặt đường vang lên the thé đến nhức cả óc. Đạo diễn hốt hoảng vội la lớn, cắt cắt. Trước tầm mắt cô, ngay lúc ngã xuống là hình ảnh bánh xe đang lầm lầm chạy về phía mình. Mọi người trong đoàn phim chạy đến, cô kêu lên một tiếng vì đau điếng. Dù đã thắng kịp vào lúc cô ngã xuống ngay sát đầu bánh xe, nhưng đùi của cô đã bị bánh xe cán trúng một phần nhỏ. Ai nấy đều lo lắng, vội chạy đến xem tình hình của cô và gọi cấp cứu. Đạo diễn tức giận quay sang trách móc Mã Khiết Ninh, nhưng cô ta lại chẳng hề biết lỗi hay nhận sai. A đàn bà thấp độc này thậm chí còn chưa mặt đường đó mà ngụy biện. Tôi không cố ý, lúc nãy nhất thời tôi đã nhầm lẫn, nên lỗ tay để cô ấy ra thôi. Đạo diễn Kim khó chịu đáp lời. Phần cảnh đã được cảnh báo nguy hiểm và đã căn dặn cô phải tuyệt đối cẩn thận. Bây giờ cô lấy lý do nhầm lẫn, cô đang chọc tức tôi à? Thái độ gay gắt của đạo diễn Kim khiến cô ta dám bị dọa sợ, nhưng bản tính đánh đá, độc địa vẫn không hề vùi bớt. Tôi đã nói là tôi không cố ý. Hơn nữa, cô ta cũng đâu có bị thương gì nghiêm trọng đâu. Đến lúc này, đạo diễn Kim thật bất lực và cảm thấy người phụ nữ trước mắt thật đáng sợ, sống sai đến mức hết thuốc chữa. Từ đầu đến giờ, cô ta chưa từng nói được nửa câu xin lỗi. Chuyện ảnh hưởng đến mạng người, nhưng cô ta lại nói như thể là một trò đùa. Nếu lúc nãy xe máy thắng không kịp thì hậu quả sẽ như thế nào? Cô gánh nổi không? Còn việc cô Thất Sai có bị thương nghiêm trọng hay không thì phải chờ đến bệnh viện kiểm tra. Nếu cô ấy có chuyện gì, e rằng cô không xong đâu.
Nói rồi, đạo diễn Kim rời đi. Anh ấy thật sự bất mãn trước thái độ sống của Mã Khiết Ninh. Càng không ngờ cô ta đã gây ra lỗi lớn mà vẫn ngốc mồm, chẳng hề biết lỗi. Lần này, đạo diễn Kim tin rằng sau khi Tống Hiền biết chuyện, anh sẽ không để yên cho Mã Khiết Ninh. Tuy Tống Hiền chưa từng nói với đạo diễn Kim về mối quan hệ tình cảm của anh và Thất Giai, nhưng qua cách Tống Hiền thể hiện, cách anh quyết tâm thuyết phục anh ấy để cô có thể nhận vai nữ chính của bộ phim Gọi Ngày Nắng Về, đạo diễn Kim liền nhận ra Tống Hiền đối với Thất Giai rõ ràng có tình cảm đặc biệt. Nếu không, anh sẽ chẳng phản ứng mạnh khi biết đó là bộ phim ghép đôi. Vậy ra Tống Hiền giấu đầu nhưng lại lòi đuôi. Ngồi trên giường bệnh buồn chán, đùi lại bị bầm tím đau nhức. Bây giờ Thất Giai đi đứng cũng thấy khó khăn. Sau khi kiểm tra vết thương, bác sĩ nói rằng cô chỉ bị xây sát phần mềm ở các vùng như tay chân do té ngã. Riêng vết thương ở đùi do bánh xe cán trúng là nặng nhất. Tuy nhiên, chỉ bị trúng một phần nhỏ vào da thịt, hoàn toàn không ảnh hưởng đến xương. Bây giờ cơ thể cô đau nhức khắp người, đặc biệt là đùi trái, đau đến mức chẳng bước đi được. Bác sĩ bảo cô nằm viện kiểm tra trong 2 ngày, sau đó xuất viện về nhà tĩnh dưỡng thêm 1 tuần là lành hẳn. Lại một lần, cô bị gián đoạn công việc đóng phim vì tai nạn nghề nghiệp. Nhưng lần này cũng chẳng phải gọi là tai nạn nghề nghiệp, mà rõ ràng có người muốn hại cô. Cái đó là ai thì đã quá rõ rồi. Đến mức bất chấp hậu quả gây hại tính mạng của người khác như vậy, cô chỉ còn biết lắc đầu khi nghĩ đến hành động của Mã Khiên Ninh. Vừa lúc tiếng mở cửa vang lên là Tống Hiền. Nãy giờ anh về nhà lấy thức ăn cho cô, đồ ăn ở bệnh viện Thất Giai ăn không ngon miệng. Vậy nên anh đã về nhà cô nhờ dì Mai nấu cho cô những món cô thích rồi mang vào đây. Buổi chiều dì ấy sẽ vào với cô. Bây giờ cô đã có anh bên cạnh rồi. Em chờ anh có lâu không? Tống Hiền vừa ngồi xuống cạnh Thất Giai thì lời nói lập tức dịu dàng, cử chỉ âu yếm mà đưa tay vén tóc cô. Hành động quen thuộc này của anh đối với cô thật ấm áp. Không lâu, em thấy vất vả cho anh khi phải vừa lo việc ở công ty vừa phải đến đây chăm sóc em. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Ngốc quá, sao anh có thể không lo cho em được? Sự việc vẫn chưa bị báo chí phát hiện và đăng bài đến hiện tại netizen vẫn chưa hay biết về sự cố. Nhưng như vậy cũng tốt, cô không muốn ba mẹ ở Úc biết chuyện rồi lo lắng cho cô. Thậm chí họ sẽ thu xếp về nước vì lo cho con gái cưng. Thất Giai sợ phiền ba mẹ cất công đi đường xa vì mình, nhọc lòng họ cô cũng chẳng thể vui vẻ. Em đói chưa? Dì Mai nấu súp bảo ngư cho em này, anh đút cho em ăn. Cô nở nụ cười, dù đang bị thương, đau đớn, nhưng có người yêu đẹp trai kề cận bên cạnh thế này, quả thật mát lòng mát dạ. Tống Hiền thôi từng muỗng súp đút cho cô, anh chăm sóc cô cẩn thận, thấy tay chân và một bên má của cô bị chảy xước do ngã xuống đường khiến anh rất xót. Thất Giai lại là cô gái rất chăm chút cho vẻ ngoài. Mỗi khi xuất hiện, cô luôn muốn công chúng thấy mình với vẻ ngoài đẹp nhất, hoàn hảo nhất có thể. Ấy vậy mà bây giờ, thân thể cô lại thương tích thế này. Anh càng nghĩ càng không nhịn được cơn tức giận dành cho Mã Khiết Ninh. Nằm một chỗ như vậy, em chán quá. Chưa được 1 năm mà em đã nhập viện 2 lần rồi. Tống Hiền xoa đầu cô, nhẹ nhàng đặt lên môi vợ một nụ hôn. Ngoan, ngày mốt là em được xuất viện rồi. À, tối nay và cả ngày mai anh sẽ ngủ lại viện với em. Cô vừa nghe thấy liền vui mừng trong lòng, nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng cho anh. Và lại cô muốn giữ giá một chút, không nên hớn hở ra mặt quá lộ liễu. Tối nay dì Mai sẽ vào với em mà. Anh về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, đi làm cả ngày rồi. Anh lấy thuốc bôi lên vết thương cho cô, cẩn trọng từng chút một, anh đáp lời. Anh muốn ở lại với em, nếu không anh sẽ nhớ em không ngủ được. Thời gian gần đây anh nào chịu về villa, đi làm xong liền sang nhà cô ở, còn mang cả vali đổ theo. Vậy nên anh đã nghiện khi ngủ phải có cô bên cạnh. Đột nhiên cô thấy sung sướng khó tả, có được người yêu mỹ nam ngọt ngào lại cưng chiều cô hết mức, cảm giác hạnh phúc vô cùng. Ui da, vẻ mặt cô nhăn lại. Tống Hiền dùng tay đào bồi thuốc, dịu dàng nói. Em đau sao? Cô liền đáp. Đụng vào vết bầm nên em hơi đau thôi, không sao cả. Trông thấy thân thể cô bị thương thế này, anh thật sự rất tức giận
Khi nghĩ đến Mã Khiết Ninh, Tống Hiền cưng chiều Thất Giai, sợ làm cô đau dù một chút. Ấy vậy mà cô ta thẳng tay để cô ngã xuống mặt đường, xem chút nguy hiểm đến tính mạng nếu xe máy thắng không kịp. Chuyện lần này tuyệt đối không có chuyện bỏ qua. Anh nhẹ nhàng bôi thuốc vào vết thương trên gương mặt xinh đẹp. Cũng may trên mặt cô chỉ bị chảy da nhẹ, chỉ cần sau khi lành hẳn chăm bôi thuốc ngừa sẹo thì sẽ không sao. Em uống sữa không? Anh có mua cho em. Lúc này cô thấy mình như đứa trẻ đang được anh chăm nom hết sức kỹ càng. Sữa sao? Anh làm như em còn bé lắm vậy. Tống Hiền nhìn vào đôi mắt cô đầy trìu mến, anh nở nụ cười dịu dàng, ngón tay tinh nghịch lướt nhẹ trên sống mũi cao vút của cô. Thì đối với anh, em là em bé mà, thế em có uống không? Cô mỉm cười gật đầu, vừa lúc điện thoại trong túi anh đổ chuông, anh bắt máy, chẳng rõ đầu dây bên kia nói gì, cô chỉ nghe anh đáp lời. Nói rồi, anh nhanh chóng cúp máy, cuộc điện thoại chỉ tầm 2 phút, rất ngắn gọn. Thất Giai không khỏi thắc mắc, người ở đầu dây bên kia là ai? Có chuyện gì mà anh lại bảo họ đến tận bệnh viện? Tống Hiền đã rời khỏi phòng bệnh, anh bảo với cô phải xuống cùng bệnh viện gặp người quen lấy ít đồ quan trọng. Càng ngày ai càng khiến cô thêm phần thắc mắc. Thất Giai rất muốn hỏi thằng anh, nhưng xem ra hiện tại Tống Hiền vẫn chưa muốn nói cho cô biết. Một lúc sau anh quay lại, Thất Giai chờ đợi xem anh có nói gì với cô về chuyện vừa rồi không. Sắp tới em sẽ biết rõ mọi chuyện, sẽ biết lý do vì sao anh gặp mặt Triệu Lang Tâm. Tuy anh không nói rõ nguyên do gặp cô ấy, nhưng Tống Hiền đã chủ động nhắc đến chuyện này. Rốt cuộc là chuyện gì mà trông anh lại nghiêm túc và có chút căng thẳng. 2 ngày sau, ngày cô mong chờ đã đến, cuối cùng cô cũng về nhà. Tuy chỉ nằm viện 2 ngày, nhưng cô cứ ngỡ dài như 2 tuần vậy. Thật dài chẳng thích không khí ở bệnh viện chút nào. Trong lúc chờ dì Mai nấu món mì bò mà cô yêu thích, Thất Giai mở tivi lên xem tin tức trong ngày. Chợt cô dừng tay đang bấm remote, ánh mắt dán chặt vào tin tức cực hot đang được phát sóng. Vẻ mặt cô bất ngờ đến nỗi không tin được vào mắt mình. Tổng giám đốc Cố Lập Nguyên của công ty quản lý Đồng Chiết bị khởi kiện vì hành vi quấy rối các nữ nghệ sĩ. Thất Giai ngây người, cô rất sốc khi việc tên Cố Lập Nguyên quấy rối, cố tình động chạm thân thể các nghệ sĩ nữ đã bị phanh phui. Biên tập viên của chương trình thời sự đọc chi tiết về tin tức, kèm theo đoàn ghi hình cảnh sát đến tận nhà tìm Cố Lập Nguyên, áp giải hắn về đồn vì có đơn khởi tố và lệnh bắt tạm giam. Vào sáng hôm nay, cảnh sát thành phố An Thập đã nhận lệnh bắt tạm giam CEO Cố Lập Nguyên của công ty quản lý nghệ sĩ Đồng Chiết theo đơn tố của người mẫu Triệu Lam Tâm. Nữ người mẫu đã đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy CEO Cố Lập Nguyên đã nhiều lần cố tình quấy rối cô ấy, thậm chí là bắt ép nữ người mẫu để hắn thực hiện hành vi đổi bại. Đi kèm với lời tố cáo về những hành vi sai trái của Cố Lập Nguyên đối với mình, nữ người mẫu Triệu Lam Tâm còn khẳng định gã CEO này đã lợi dụng thân thể và quấy rối rất nhiều nữ diễn viên khác trong suốt nhiều năm qua. Hiện vụ việc vẫn đang được công an thành phố An Thập điều tra làm rõ. Tin tức chấn động thế này khiến cô quá đỗi kinh ngạc. Cố Lập Nguyên vừa bị bắt sáng nay mà tin tức đã lan truyền nhanh chóng đến vậy, trở thành tin hot được tìm kiếm nhiều nhất trong ngày. Bằng sự nhạy bén, tỉnh tế, Thất Giai liền nhớ lại lần anh gặp mặt người mẫu Lam Tâm tại văn phòng. Cô khẳng định khả năng rất cao Tống Hiền có liên quan đến việc này. Thảo nào anh nói với cô rằng trong thời gian sắp tới sẽ cho cô biết nguyên do anh gặp người mẫu Triệu Lam Tâm. Nỗi ngỡ ngàng đang bủa vây lấy cô, chờ tiếng mở cửa vang lên. Giờ đây anh đã biết mật khẩu căn hộ của cô. Tống Hiền có thể đến đây bất kỳ lúc nào, hệt như nhà của anh. Dì Mai cũng đã biết chuyện hai người yêu nhau, dì ấy hết lòng ủng hộ đồ trẻ. Thời gian sắp tới, cô và anh định sẽ công khai mối quan hệ của họ với hai bên gia đình. Hôm nay anh có cuộc hẹn với đối tác, nên về khá muộn. Thất Giai đứng dậy bước đến đón anh. Tống Hiền giang tay ôm chầm lấy cô. Em đã ăn cơm chưa? Thất Giai nở nụ cười dịu dàng đáp. Vẫn chưa, em chờ anh về cùng ăn. Tống Hiền dịu dàng hôn lên má cô. Vậy đợi anh tắm xong sẽ ăn cùng em. Cô gật đầu vui vẻ chờ đợi anh. Lúc cả hai cùng nhau ngồi dùng bữa trên bàn ăn, cô vừa định mở lời hỏi về chuyện khi nãy mình xếp được trên thời sự
thì anh đã chủ động nói trước. Em đã biết chuyện Cố Lập Nguyên bị bắt chưa? Lúc này sự khẳng định của cô gần như đã đạt được 100% về việc anh có liên quan đến chuyện vạch trần sự đồi bại của tên CEO dởm kia. Lúc nãy em vừa xem được tin này trên TV. Tống Hiền gắp thức ăn vào bát cho cô, từ tốn kể lại với vợ. Em gái của anh là người yêu cũ của tên Cố Lập Nguyên. Nghe được thông tin này, Thất Sai quá đỗi ngạc nhiên. Cô biết anh có một người em gái ruột tên là Giang Dư Thuyền. Cô ấy cũng là một MC có tiếng tăm. Nhưng cô thật bất ngờ khi biết rằng Dư Thuyền từng có mối quan hệ yêu đương với Cố Lập Nguyên. Anh nói Dư Thuyền từng là bạn gái của Cố Lập Nguyên. Tống Hiền gật đầu, anh tiếp tục kể rõ. Dư Thuyền và Cố Lập Nguyên yêu nhau được 2 năm thì chia tay vì con bé phát hiện tên Cố Lập Nguyên bắt cá nhiều tay. Thời điểm đó, Dư Thuyền đã rất đau khổ. Ngay từ lúc biết chuyện, anh đã rất ác cảm với hắn ta. Thất Dài chăm chú nghe anh nói, cô đang dần hiểu ra sự việc. Vậy ra, anh vì Dư Thuyền nên đã tìm cách vạch trần sự nhơ nhóp của hắn ta ư? Tống Hiền chợt nở nụ cười nhẹ, anh nhìn cô say đắm. Không phải, chuyện của Dư Thuyền chỉ là đánh dấu cho cách nhìn không thiện cảm của anh đối với hắn. Còn nguyên do khiến anh muốn hắn đối diện với pháp luật là vì em.